chương 551, bên ngoài thế giới rất nguy hiểm. Thanh đế thấy Thu không chủ động tiến đến, kinh ngạc nói, tiểu bối, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thu không nhìn vẻ mặt mệt mỏi, lo lắng sốt ruột thanh đế, không biết nghĩ tới cái gì, có chút không đành lòng. Hắn mở miệng nói, thanh đế tiền bối, tuy rằng ta không biết sơ mặt tiên tử hiện tại tình huống như thế nào. Nhưng là tiêu giật phong kia tiểu tử hẳn là còn sống được hảo hảo, lường trước sơ mặt tiên tử hẳn là cũng không có việc gì, thanh đế đừng lo lắng quá độ. Thanh đế tức khắc tinh thần tỉnh táo, ngồi ngay ngắn, dò hỏi, tiểu tử, ngươi từ đâu biết được. Mặt tuyết hiện ra thân tới, hành lễ nói, gặp qua đạo hữu, ta nãy vô nhai điện thần khí mặt tuyết kiếm linh. Ta cùng tên kia khế ước vẫn chưa ngưng hẳn, chỉ là bị hạn chế ở, hắn hẳn là còn bình yên vô sự. Nghe vậy, thanh đế sắc mặt đẹp vài phần, tuy rằng cảm thấy bọn họ không có việc gì, nhưng tóm lại là cái không biết bao nhiêu, hiện giờ cuối cùng có cái xác định kết quả. Hắn dò hỏi vì sao mặt tuyết sẽ ở thu mình không thượng, thu không đem sự tình một năm một mười nói, chỉ là che giấu trảm tiên sự tình. Thanh đế thở dài một tiếng, tiểu tử này thật đúng là trọng tình trọng nghĩa, cái loại này tình huống còn không quên vô nhai điện cùng sư phụ. Thôi, chờ chuyện ở đây xong rồi, ta liền thấy hắn tặng đồ trở về. Hắn nhìn về phía thu không nói, nếu tiêu tiểu hữu có việc muốn ngươi tương trợ, vậy ngươi liền rời đi đi. Ta này có chút bảo vật, ngươi cầm làm việc cũng phương tiện. Thanh đế ném ra một quả nhẫn trữ vật, ngữ khí bình đạm. Thu không vui mừng không xiết, vội vàng nói lời cảm tạ. Việc này ngươi nếu làm tốt lắm, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Ở Bắc vực nội sẽ không có người đánh ngươi chủ ý, ngươi yên tâm. Thanh đế nhàn nhạt nói. Được đến này một trương bùa hộ mệnh, Thu không rốt cuộc yên lòng, cùng Thanh đế nói lời cảm tạ sau nhanh chóng rời đi. Thu không đi rồi, Thanh đế lẩm bẩm, nếu tiêu tiểu hữu bình yên vô sự, kia mặt nhi hẳn là cũng không ngại. Hắn hạ quyết tâm, quá một đoạn thời gian, ba người còn không có đi lên, hắn liền hỏa tốc chạy tới hỏi thiên tông đưa về đồ vật. Sa đang hỏi thiên tông vô nhai điện lâm tử vận, các cảm thấy thế gian sở hữu bất hạnh đều phát sinh ở trên người mình. Trước một đoạn thời gian, tiêu giật phong hồn đèn trở nên ảm đạm không ánh sáng, so với lúc trước ở luân hồi tiên phủ còn mạnh hơn. Nếu không nhìn kỹ, cơ hồ đã nhìn không tới ánh đèn, cái này làm cho nàng lo lắng không thôi. Tại đây hắc ám nhật tử bên trong, duy trì nàng chỉ có hy vọng. May mắn không bao lâu, tô diệu tình hồn đèn bắt đầu ổn định xuống dưới, cái này làm cho nàng thấy được ánh rạng đông. Nếu tô diệu tình bình yên vô sự, nàng tin tưởng tiêu giật phong nhất định cũng có thể gặp giữ hóa lành nếu không bao lâu bọn họ vô nhai điện là có thể đủ một lần nữa đoàn tụ cùng dĩ vãng giống nhau quá bình bình đạm đạm nhật tử này đó thời gian nàng cũng làm hướng thiên ca cấp tư quá trung cống vòng trời lặng lẽ đưa đi đang dược chờ vật tránh cho hắn hoang phế tu hành đối với chính mình một tay mang đại hài tử nàng chung quy vẫn là không đành lòng mà bay tuyết điện bên kia cũng có chút hoảng loạn sơ mặt hồn đèn cùng tiêu giật phong giống nhau ảm đạm xuống dưới cái này làm cho trong điện nhân tâm nhanh như đốt đáng tiếc điện chủ bế quan, các nàng đưa tin cũng không trở về, chỉ có thể phái người đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Nếu các nàng có thể nhìn đến liễu hàng yên hồn đèn, liền sẽ phát hiện nàng hồn đèn cũng là như thế. Đáng tiếc điện chủ hồn đèn không phải tùy tùy tiện tiện có thể quan kháng, trong khoảng thời gian ngắn đảo cũng còn không có người phát hiện. Rốt cuộc tu đạo người bế quan mười mấy năm, hết sức bình thường. Xa ở Thiên Long Quốc Lạc Vân lục tục thu được tiêu giật phong đưa tin Ngọc Phù. Mỗi một cái Ngọc Phù đều mang theo cấm chế, thiết trí hiểu biết phong thời gian, không tới thời gian, mạnh mẽ mở ra chỉ biết hủy diệt đi theo ngọc giảng đưa tới còn có một quả nhẫn trữ vật bên trong còn có các loại vật tư cái này làm cho lạc vân cực kỳ vui sướng rốt cuộc nàng mang đi vật tư đã dùng đến thất thất bát bát hiện giờ tiêu vật phong này xem như đưa thang ngày tuyết nàng mở ra cái thứ nhất ngọc giảng mặt trên làm nàng dựa theo mặt trên chỉ thị hành động nếu về sau không có tân đưa tin liền ấn hắn ngọc giảng bên trong đi bước một chấp hành mặt trên yêu cầu đảo không khó chỉ là ở chỉ định thời gian cùng phía trước giống nhau tản đồn đã đi ra ngoài nhưng làm cho bọn họ cần phải tìm người khác đại lao, bên trong nhân quả không phải bọn họ có thể tùy tiện gánh vác. Lạc Vân đem Ngọc Giảng đưa cho phía dưới ngư ca huynh muội, chờ bọn họ xem xong sau, cười hỏi, hai vị, đối này nhưng có cái gì ý tưởng? Ngư ca không có gì hảo thuyết, hết thảy y lệnh hành sự chính là. Lạc Vân tiền bối làm chủ chính là. Ngư ca nhàn nhạt nói. Này sao được, các ngươi huynh muội chính là luân hồi giáo người sáng lập. Ta như thế nào có thể giọng khách ác giọng chủ? Lạc Vân ra vẻ chối từ nói ngư ca tắt không lạnh không đạm nói tiền bối là vô ảnh công tử phái tới tự nhiên nghe tiền bối hảo đi ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh lạc vân cười nói ngư ca tùy tiện tìm cái lý do liền cáo từ từ cái này lạc vân tới chính mình hai anh em thực mau đã bị nàng hư cấu bất quá nàng tới cũng vẫn là có chỗ lợi chính mình nhưng thật ra thanh nhàn không ít chỉ là ca ca có chút không hài lòng ở nàng dưới sự trợ giúp luân hồi giáo còn mượn sức hai vị kim đan kỳ tán tu nhưng thật ra càng ngày càng lớn mạnh hiện giờ thiên long quốc đã bị bọn họ huynh muội đoạt lại yêu hậu chạy thoát trở về chính mình quốc gia trương thiên chí là danh chính ngôn thuận thái tử có cũng đủ vũ lực sau không có gặp được quá nhiều khó khăn trương thiên chí đăng cơ xưng đế truyền niên các mất đi bồi dưỡng đối tượng ở chính đạo địa bàn cũng không dám lại trắng trợn táo bạo mà động thủ hắn càng là đem hết thảy khả năng đoạt quyền đối tượng đều bóc chết ở nảy sinh bên trong thủ đoạn tàn nhẫn ngư ca làm hắn bào muội tự nhiên là địa vị tôn sùng nhưng nàng đối này đó thế tục quyền thế mất đi hứng thú Nàng hiện giờ một lòng tu đạo, chỉ cầu có thể mau chóng có được đủ thực lực, tốt nhất có thể thoát khỏi vô ảnh thống chế. Bất quá có một việc vẫn luôn đè ở bọn họ huynh muội trong lòng, đó chính là vô ảnh lúc trước làm cho bọn họ tản về xích tiêu giáo lời đồn. Mà không bao lâu toàn bộ xích tiêu giáo đã bị hủy diệt, loại này khủng bố thủ đoạn làm cho bọn họ nhìn không rét mà run. Này hết thảy thật sự chỉ là trùng hợp sao? Nếu hắn thật sự như thế lợi hại, chính mình làm sao có thể phản kháng được hắn? Chính mình lúc trước ý tưởng, có thể hay không hại tiêu công tử? Ngư ca thở dài một tiếng, không hề nghĩ nhiều. Ngược lại lo lắng khởi chính mình ca ca trương thiên chí tới. Trước cuộc từ ca ca tu luyện lần này phát quyết lúc sau, tính tình càng ngày càng táo, đối quyền thế cùng lực lượng càng ngày càng mê muội. Khả năng đây là bản tính đi. Hiện giờ Luân Hồi Giáo đã lớn mạnh rất nhiều, lặng lẽ khống chế được chung quanh quốc gia. Vực sâu biển lớn quốc đã một nửa rơi vào bọn họ trong tay, bước tiếp theo chính là tìm kia hại chết phụ hoàng yêu hậu báo thù. Nàng tuy rằng không thèm để ý rất nhiều chuyện, nhưng mối thù giết cha vẫn là muốn báo giờ phút này đang ở sao trời bên trong lĩnh vực số con thật lớn phi thuyền chính hướng yêu tộc hoang dã nơi bay đi nhan thiên cầm vì tránh né kia chán ghét tạ vân lưu cùng linh nhi tránh ở phòng nội cực nhỏ ra ngoài hiện giờ nàng ở lãnh tịch thu chỉ đạo cùng một đống thiên tài địa bảo chồng chất hạ sách nguyên anh hậu kỳ nhan thiên cầm vì có thể có cũng đủ chiến lực không thiếu chăm học khổ luyện đạo pháp cùng chiến kỹ. nàng vốn là thiên phú không tồi hiện giờ chịu hạ làm việc cực nhọc tự nhiên tiến bộ vượt bậc nàng làm này hết thảy nguyên nhân tự nhiên là không nghĩ chính mình chỉ là một cái bình hoa, tiêu vật phong năm đó kia một câu giấy nguyên anh nhưng thương thấu nàng tâm. Ngươi chờ xem, ta cũng có thể giúp đỡ ngươi. Nếu bình hoa không tư cách ngốc tại bên cạnh ngươi nói, ta liền đem chính mình biến thành có thể giúp đỡ người của ngươi. Lâm Thanh Nghiên cũng ở chính mình trong phòng, nhìn một yêu tộc bảy vực bản đồ, dừng ở bản đồ một góc, như suy tư gì. Trên bản đồ kia một góc đánh dấu bốn chữ, nguyên từ mạch khoáng. Nàng tự hỏi Diêu nếu yên lần này chân chính mục đích, nhìn ngẫm thánh sau ý tưởng, đây là nàng nhiều năm qua thói quen. sau trời thánh điện thật tính toán cùng yêu tộc liên thủ tiến công chính đạo không thành. yêu tộc người không có lúc nào là không ở mưu hoa một lần nữa trở lại kia phiến vì nhiêu thổ địa. nhưng yêu tộc ở kia càng cổi hoang giả nơi, tuy rằng nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức, lại liền độ kiếp cảnh yêu tộc cũng chưa, chỉ sợ không như vậy hảo kích động. yêu hoàng long mộng càng là cái đa mưu túc trí cáo già, cũng không biết muốn trả giá cái gì đại giới mới có thể làm yêu tộc bỏ được cắt thịt lần này Diêu nếu yên phái nàng đi yêu tộc, còn có khác mấy cái nhiệm vụ. Một trong số đó chính là tham gia yêu tộc 300 năm mở ra một lần hoang thiên bí cảnh. Này bí cảnh năm rồi chỉ có yêu tộc thiên kiêu có thể tham gia, lần này thánh sau nói sẽ tranh thủ làm sao trời thánh địa người cũng tiến vào trong đó. Nghe nói bên trong có yêu tộc nhất định phải được bảo vật, được đến sẽ không sợ yêu tộc không nghe lời. Nhưng kia sẽ là thứ gì đâu. Đến nỗi những cái đó cái gọi là yêu tộc thiên kiêu, nàng thật đúng là không để vào mắt. Suy thoái nhiều năm yêu tộc, ở kia hoang dã nơi, lại có thể có cái gì lấy đến ra tay thiên kiêu chân chính thiên tài đều ở chính đạo cùng sao trời lĩnh vực mới có cao thủ đứng đầu cũng là như thế hy vọng chuyến này thuận lợi sẽ không có cái gì sai lầm đi bất quá vẫn luôn âm thầm bảo hộ nàng nam ly cùng gió bắt hai vị thánh sứ rốt cuộc đã trở lại chẳng sợ thật ra chuyện gì phía chính mình có hai cái đại thừa cũng có thể ứng phó này cũng làm nàng hơi có điểm cảnh giác chính mình nhiều năm như vậy có phải hay không có chút quá mức ỷ lại này hai người nghĩ vậy nàng không khỏi nhớ tới một cái khác đồng dạng bị chịu bảo hộ chính đạo thiên chi kiêu tử. Cái kia hỏi thiên tông thiếu điện chủ tiêu giật phong, tạp linh căng thiên chi kiêu tử, hiếm có chiến tích, lại bình bộ thanh vân. Này tiêu giật phong, thật là vận khí tốt đến dọa người, nhưng loại này ở thật mạnh dưới sự bảo vệ kiều hoa, nhưng đừng đâm chính mình trong tay. Đáng tiếc duyên khang một mặt, bằng không chính mình nhưng đến dạy hắn cái gì kêu bên ngoài thế giới rất nguy hiểm. Quyển thứ sáu vượt sâu xong. Này một quyển, kết thúc bởi vì năng lực hữu hạn, không có thể biểu hiện ra muốn hiệu quả. Bởi vậy không làm đánh giá, mỗi người một ý. Hai ngày này ta sẽ tìm thời gian tiểu sửa chữa một chút kết thúc bộ phận. Ta sẽ nỗ lực học tập, tiếp tục tiến bộ. Bằng không lại chân thành tha thiết tình cảm, lại xuất sắc chuyện xưa, lại bởi vì cá nhân hạn chế, vô pháp thuật chi với dưới ngòi bút, kia cũng quá tiếc núi. Cảm tạ các vị bồi lão bạch trưởng thành, hy vọng tiếp tục duy trì. Tiếp theo cũng chính là yêu tộc, Lâm Thanh Nghiên, Nhu Nhi, Nhan Thiên cầm đám người sân nhà. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Chương 552 Thiên mệnh chi tử Thứ bảy cuốn hoang dã yêu tộc Cứ như vậy không biết qua đi nhiều ít năm. Bên ngoài gió nổi mây phun, mà vô tận trong nước như củ gió êm sóng lặng Tiêu giật phong cùng sơ mặt hai người khoanh chân ở giữa không trung, lòng bàn tay lẫn nhau để, chậm rãi xoay tròn. Giờ phút này tiêu giật phong bất đi kiếp trước ký ức, chỉ giữ lại kiếp này tàn khuyết ký ức. Tại đây phân trong trí nhớ, hắn cùng liễu hàng yên không có tình cảm gút mắt hắn chỉ nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ bị Liễu Hàng Yên cứu, đưa vào hỏi Thiên Tông. Rồi sau đó gặp qua Liễu Hàng Yên vài lần. Ở hắn trưởng thành trong quá trình, không có trảm tiên, tự nhiên cũng không có gì sao trời thật giảng hòa vô tướng tâm kinh. Ở hắn trong trí nhớ, hắn là cùng sơ mặt ở đệ tử tập huấn thời điểm quen biết. Hắn vườn thị khách quý lâu trung cùng cùng Liễu Hàng Yên trở về sơ mặt gặp thoáng qua, lẫn nhau vừa gặp đã thương. Rồi sau đó hai người lại mấy lần gặp mặt, cuối cùng trở thành cho nhau thưởng thức, lẫn nhau hứa chung thân bạn lữ tập huấn sau, hắn cùng Tô Diệu Tình xuống núi du lịch, sơ mặt lo lắng hắn an nguy, đem băng hoàng phù cho hắn phòng thân. Xuống núi sau, hắn cùng Tô Diệu Tình hai người xông qua luân hồi tiên phủ, đạt được thiên mệnh chi thư, hơn nữa nên trở về sư tổ di hài. Hắn không nhớ rõ chính mình có được luân hồi tiên phủ, chỉ nhớ rõ chính mình từ giữa đạt được mặt tuyết. Trở lại hỏi thiên tông về sau, chính mình tham dự thật võ bài tự, lấy được không tồi thứ tự. Sau lại trời xuôi đất khiến bị vạch trần cùng sơ mặt quan hệ, hai người quan hệ đang hỏi thiên tông mọi người đều biết. Hai người cũng liền thuận theo tự nhiên. Thật võ bài tự sau, hắn bế quan mấy năm, xuất quan là lúc sư phụ đã xảy ra chuyện rồi. Chính mình nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy lên làm Vô Nhai Điện thiếu điện chủ, thiết kế tìm ra nội quỷ, cũng biết được sư phó là bị một cái kêu số mệnh tổ chức làm hại. Ở chính mình cùng Tô Diệu Tình xuống núi nhận thức thiên cơ trong miệng, chính mình được đến cứu sư phụ nhắc nhở. Từ tham gia xích tiêu một trận chiến quản hàng sư bá trong miệng, chính mình biết được bổn ứng chết đi người manh mối đó là xích tiêu giáo dương kỳ trí cùng một cái hư hư thực thực bóng đè hồ chuyển thế kêu nhu nhi nữ tử tốt bụng quản hàng sư bá xem ở sơ mặt mặt mũi thường giúp chính mình lặng lẽ ra hỏi thiên tông sư bá cung cấp manh mối mang chính mình đi huyền nguyệt cung đạt được cổ phật xá lợi giúp chính mình giải quyết 12 phẩm kim liên vấn đề hai người không xa ngàn dặm tiến đến bắc vực ở chỗ này gặp ra ngoài du lịch sơ mặt vừa lúc gặp vực sâu hàng triều bùng nổ quản hàng sư bá đề nghị cùng nhau hạ vực sâu tìm kiếm khả năng có thể cứu sư phó bảo vật vì thế chính mình một hàng hạ vực sâu kết quả sơ mặt vô ý bị bắt bỏ vào nội hải chính mình cùng quản hàng sư bá mạo nguy hiểm tiến vào nội hải cứu nàng ai biết gặp được thành thục tiên bảo xuất thế quản hàng sư bá tắt bởi vì luyến tiết đại thừa kỳ tu vi mà lựa chọn kia khối hàng băng chi tâm ở biết được tiên bảo đối tô thiên dịch không có hiệu quả thả cần thiết lập tức dùng sau chính mình cùng sơ mặt ăn vào tiên bảo lại không ngờ tiên bảo cải tạo thời gian sẽ như thế chi trường chính mình liền một giấc ngủ tới rồi hiện tại Thiên đạo sứ giả y theo tiêu vật phong chính đạo nhân thiết, đem hắn ký ức dựa theo hắn cùng sơ mặt theo như lời nói dối cải biên. Chỉ cần liễu hàng yên bất xuất thế, thiên đạo vì hắn bệnh nói dối, cơ hồ không chê vào đâu được. Rốt cuộc ba người quan hệ cũng chỉ có ba người mới biết được, những người khác toàn cho rằng hai người là một đôi. Hiện giờ hai cái đương sự ký ức đều bị bóp méo, liễu hàng yên lại bị vây khốn, căn bản không có sơ hở. Sơ mặt cũng không nhớ rõ luân hồi ngọc bội, càng không nhớ rõ chính mình mang quá hắn ra hỏi thiên tông. Ở sơ mặt trong trí nhớ, chính mình xuất ngoại du lịch tiến đến xem qua tiêu giật phong, nhưng không dẫn hắn đi ra ngoài hỏi thiên tông. Nàng là ngẫu nhiên gặp được thiên cơ, đạt được thiên cơ chỉ điểm mới đến bắc vực, vẫn luôn là một mình du lịch. Tiêu giật phong cũng coi như là làm giả hóa thật, muốn trách cũng chỉ có thể trách tiêu giật phong đem bí mật đều tàn đến quá sâu. Một khi chính hắn quên mất, hơn nữa liễu hàng yên bất xuất thế, liền không ai biết. Trảm tiên cùng mặt tuyết không ở hắn bên người, xem như may mắn tránh thoát một kiếp, bằng không chỉ sợ sẽ bị thiên đạo phong ấn trừ bỏ các nàng ngoại, duy nhất biết hắn bí mật, cũng chỉ dư lại thần bí khó lường thiên cơ cha con, lại không biết ở nơi nào du lịch. Lại không biết đi qua bao lâu, đương tiêu giật phong từ tu luyện trung mở to mắt, lọc vào trong tầm mắt có thể đạt được, bốn phía đều là một mảnh băng tuyết mênh mang. Cùng lúc đó, đối diện sơ mặt cũng mở cặp kia đôi mắt đẹp. Tiêu giật phong hai người tướng mạo cùng phía trước so sánh với có chút biến hóa, trở nên càng thêm hoàn mỹ, phản phất tiên nhân giống nhau nhưng hai người biến hóa nhất rõ ràng chính là hai người cái trán cắt có một cái thiên đạo lưu lại ấn ký, tản ra sâu kín thần quang. Sơ mặt chính là xanh thẳm sắc hoa sen ấn ký, mà tiêu giật phong còn lại là màu đỏ tươi như máu hoa sen ấn ký. Hai người đều sờ soạn một chút cái trán ấn ký, ấn ký thực mau tự động giấu đi. Bọn họ đều đạt được vận mệnh chú định cảm ứng, thiên mệnh chi tử. Thiên đạo nhân gian người phát ngôn. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt một tia mê mang tiêu giật phong thân thể đã bị trọng tố thành hỗn độn tiên thể. Đã từng tạp linh căng cũng biến thành tám loại cực phẩm linh căng tạo thành hỗn độn thể chất. Sơ mặt hiện giờ cũng là trăm ngàn năm khó gặp băng linh tiên thể. Bọn họ hai người trên người đều quấn quanh kinh người khí vận, là vân mệnh trời thiên mệnh chi tử. Thiên mệnh chi tử bổn ứng ở 300 năm sau mới xuất thế, hiện giờ lại bởi vì tiêu giật phong cùng liễu hàng yên nguyên nhân dẫn tới trước tiên xuất thế. Hơn nữa còn có một cái đã từng nghịch thiên người, không thể không nói cũng là rất là châm chọc sự tình chung quanh đã bị băng tuyết bao trùm, liền quay cùng dung nham cũng hoàn toàn tắt, bị băng tuyết sở bao trùm. Hai người giờ phút này tu vi đều là nguyên anh đỉnh, ly xuất khiếu cũng liền một bước xa. Sơ mặt nghi hoặc nói, sư đệ, chúng ta tại đây qua bao lâu? Ở ta cảm giác được thời gian trôi đi trung, hình như là 40 năm tả hữu. Hỏng rồi. Tiêu giật phong hối hận nói. Hắn giờ phút này một chút đều không có chính mình đạt được hỗn độn tiên thể khoái cảm, chỉ có vô tận hối hận. Tô sư thúc sự tình, chúng ta thế nhưng ở chỗ này chậm trễ lâu như vậy. Sơ mặt kinh hô. Hy vọng sư phó không có việc gì. Ta cư nhiên chậm trễ đại sự. Tiêu giật phong ảo não nói. Sơ mặt dò hỏi, sư đệ, không cần nóng vội, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tiêu giật phong nhìn một vòng, thật dày băng sơn hạ, hắn cảm ứng được chính mình hai người bày ra trận pháp hơi thở còn ở. Hắn nhíu mày nói, xem ra quảng hàng sư bá còn ở tu luyện, sư tỷ, thời gian cấp bách, chúng ta vẫn là trước rời đi cho thỏa đáng sơ mặt do dự mà nhìn mặt băng ngầm liễu hàng yên liếc mắt một cái vẫn là gật đầu nói hảo nghe ngươi chúng ta hồi bắt vực tìm lão gia tử không ổn sư tỷ chúng ta từ nơi này qua đi hoang dã nơi tiêu giật phong nhíu mày nói sơ mặt cũng nhớ tới hai người hiện giờ là ở vô tận trong nước hải ra bên ngoài bay đi còn khả năng xuất hiện ở yêu tộc hoang dã nơi sơ mặt băng tuyết thông minh lập tức minh bạch hắn ý tứ nàng hỏi sư đệ ngươi lo lắng tô sư thúc sự tình còn không có giải quyết Tiêu giật phong gật đầu nói, đúng vậy, hơn nữa, chúng ta tiến vào nơi này, bạch đế mấy người là biết đến. Vạn nhất lão gia tử không ở bên bờ, chúng ta hiện tại hồi bắc vực rất nguy hiểm. Đệ tam càng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Chương 553, Hoang dã nơi. Tiêu giật phong là trải qua suy xét, chính mình ba người tiến vào nội hải cùng tiên bảo xuất hiện thời gian thân cận quá. Mà bạch đế hư hư thực thực cái kia mưu hại sư phụ số mệnh tổ chức người, quản hàng sư bá lại còn ở ngủ say chính mình hai người hồi bắt vực, rất có thể bị bạch đế đám người lấp kín, thanh đế không nhất định có thể hộ được chính mình hai người. Mà chính mình cùng sơ mặt từ yêu vực lên bờ, ở yêu vực cũng có thể hỏi thăm sư phụ sự tình. Nếu sư phụ đã không có việc gì, vậy tốt nhất, chính mình nhiều nhất đường vòng một vòng lại hồi hỏi thiên tông. Nếu sư phụ còn không có bị cứu tỉnh, kia chính mình liền tiện đường ở yêu vực tìm kiếm dương kỳ trí cùng kia nhu nhi một phen. Hiện giờ chỉ có thể hy vọng sư phó đã bị cứu tỉnh, bằng không 40 năm qua đi, sư phụ thần hồn chỉ sợ cùng yêu hồn dây dưa đến càng nghiêm trọng. Ân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đây cấp sư tôn lưu cái đưa tin liền đi. Sơ mặt gật đầu nói. Tiêu giật phong hai người bay đến nguyên lai ao phía trên lớp băng chỗ, quỷ dị mà xuyên đi vào. Bọn họ hiện giờ đều có được băng linh căng, dễ như trở bàn tay mà hướng băng bên trong độn đi vào, tiến vào tới rồi trong trận. Hiện giờ liễu hàng yên khôi phục khuynh thành tuyệt sắc dung nhan, hơn nữa càng thêm tuổi trẻ cảm giác. Nàng giống như một cái ngủ say tiên tử giống nhau, nhắm chặt đôi mắt đẹp, ngực rất nhỏ phập phồng. Thay đổi thành băng chi tinh linh đối nàng mà nói không thay đổi cái gì, chỉ là làm nàng nhìn qua càng thêm linh hoạt kỳ ảo u tĩnh. Tiêu giật phong cách hàng băng chi tâm, nhìn bên trong ngũ mỹ nhân giống nhau liễu hàng yên, có chút hoảng hốt. Hắn có một loại tưởng duỗi tay chạm đến khuôn mặt nàng cảm giác, trong lòng có loại thân cận cảm giác. Hắn không khỏi ở trong lòng cảm thán nói, quản hàng sư bá thật là khuynh thành tuyệt thế, nhưng vì cái gì chính mình thấy nàng sẽ có loại quen thuộc cảm giác đâu sơ mặt tại chỗ để lại một cái ngọc giảng cấp liễu hàng yên thuyết minh chính mình hai người hướng đi tiêu giật phong tâm hệ tô thiên dịch tình huống loại trừ trong lòng tạp niệm đối sơ mặt nói sư tỷ chúng ta đi thôi sơ mặt gật đầu rồi sau đó không tha nhìn liễu hàng yên liếc mắt một cái cùng tiêu giật phong rời đi trận phát hai người nhấc chân đi ra ngoài bên ngoài thiên nhiên đại trận gặp được bọn họ liền tự động mở ra một cái thông đạo hai người đi đến bên ngoài lúc này bên ngoài dung nha mặt ngoài đã dập tắt phủ lên một tầng lớp băng nhưng còn có thể cảm thụ được đến bên trong dung nham ở lưu chuyển không thôi, chỉ là bị bùng nổ hàng triều ẩn tàng rồi. chung quanh hết thảy đều cùng chính mình tiến vào là lúc không giống nhau, này càng cho tiêu giật phong một loại thương hải tan điền cảm giác. Tiêu giật phong đại khái nhìn một chút phương hướng, mang theo sơ mặt bay lên trời, hai người bắt đầu ra bên ngoài bay đi. Phía trước nội hải trở ngại phản phất đều biến mất, tiêu giật phong cùng sơ mặt hai người không có gặp được quá nhiều trở ngại, liền bay đi ra ngoài. Mặt biển bình tĩnh đến giống như một mảnh bình thường hải vực, Tiêu giật phong nhớ tới chính mình một đường lại đây nguy hiểm, không khỏi tâm sinh cảm khái. Hôm nay mệnh chi tử thật đúng là có thể su các tị hung. Bên ngoài băng hàng chi lực đối hai người tới nói vẫn là có chút vi hiếp. Tiêu giật phong hai người toàn lực vận chuyển tu vi, lại dùng ra từng người tiên thể kỳ dị khả năng, đảo cũng không có quá mức cố hết sức. Sơ mặt cả người cả người cuốn quanh một cổ tinh oánh dịch thấu hàng khí, nàng cả người trở nên mờ ảo lên, cùng chung quanh hàng khí hòa hợp nhất thể. Tiêu giật phong còn lại là trở nên hư hư thật thật lên phản phất không ở này giới giống nhau, hư vô một mảnh, đây là hắn hỗn độn tiên thể ảo diệu chi nhất. Thân hóa hỗn độn hư vô, đem thân thể sở chịu ngoại giới thương tổn cấp miễn dịch một bộ phận, hơn nữa hấp thu vì tự thân lực lượng. Hai người đều là lần đầu sử dụng, đều cảm giác được từng người tiên thể thần kỳ. Đặc biệt là Tiêu Dật Phong, từ tạp linh căn biến thành hỗn độn tiên thể, tự như lưng đeo núi lớn người, đột nhiên mất đi trói buộc. Vẫn luôn kéo chậm hắn tu hành thể chất vấn đề được đến giải quyết, hiện giờ hắn có tin tưởng, có thể càng mau tu hành hắn không khỏi sinh ra nghi hoặc, chính mình phía trước rốt cuộc dựa vào cái gì có thể xưng là thiên tài. Nhưng hiện tại hắn lòng nóng như lửa đốt, không có quá mức để ý này đó. Rốt cuộc 40 năm qua đi. Ai biết sư phụ hiện giờ thế nào, vô nhai điện thì thế nào. Sư tỷ còn hảo. Chính mình thời gian dài không quay về, nàng có thể hay không cho rằng chính mình đã chết. Tiêu giật phong hai người tuyển định một phương hướng, thẳng tắt mà bay đi ra ngoài. Nếu từ trên cao nhìn lại, toàn bộ hình tròn nội hải không ngừng căn cứ hai người phi hành, mà xoay tròn, giống như một cái thật lớn la bàn giống nhau hai người mỗi một bước đều đạp ở chính xác nhất trên đường hoàn toàn không có đi bất luận cái gì đường vòng đổi những người khác tới chỉ sợ sẽ vẫn luôn ở trên biển bay tới bay lui cùng rùi nhặn không đầu giống nhau căn bản phi không ra biên giới lúc này đạt được thiên đạo chúc phúc hai người tiêu phí mấy ngày liền từ trong hải xuyên qua đi tới kia nói cực quan đường ranh giới hai người từ giữa xuyên ra trở lại vô tận hải ngoại hải bên ngoài hàng khí tràn ngập lại đây ngoại hải cùng nội hải không giống nhau nội hải trừ bỏ trung tâm bộ phận, địa phương khác chỉ là lãnh, lại không có ngưng kết. Mà giờ phút này toàn bộ vô tận hải ngoại hải đều bị hàng băng sở động lại, mặt biển bị đông lại, trong không khí tất cả đều là hàng vụ. Này ngoại hải hàng khí đối hiện giờ hai người đã tạo không thành bất luận cái gì thương tổn, ngược lại cảm thấy thoải mái. Bất quá cũng chính là hiện giờ hai người là đặc thù tiên thể, có thể miễn dịch này đó hàng khí. Bằng không cho dù là đại thừa kỳ cũng không dám thời gian dài ngạnh kháng loại này hàng khí. Ở bọn họ bước ra nội hải sau, nội hải lặng yên mà phát sinh biến hóa. Trên thạch đài đại trận nhanh chóng vận chuyển, ngăn cách trong ngoài, nhanh hơn vận chuyển. Một cổ hàng vụ đem trung tâm băng nguyên cấp hoàn toàn ẩn tàng rồi lên, đem kia phiến băng nguyên biến thành một cái không thể ra vào cấm địa. Tiêu Dật Phong hai người không biết nội hải biến động, một đường bay lên không bay đi. Bọn họ phi hành độ cao không dám vượt qua 10 trượng cao, bay nhanh hướng một phương hướng bay đi. Trên đường hai người còn thấy được không ít không kịp thoát đi ngoại hải yêu thú, từng con dữ tợn mà bị đông lại ở hàng băng bên trong. Tuy rằng hai người thực tâm động, nhưng bọn hắn cũng đối này cứng rắn hàng băng không có cách, hơn nữa tiêu giật phong lòng nóng như lửa đốt, bất chấp này đó. Hai người hoa mấy ngày thời gian tới huyền nhai bên cạnh, lúc này từng cây thụ yêu cùng đằng yêu đều bị hàng băng sở đông lại. Chúng nó tiếp tục là huyền nhai trên vách đá trang trí giống nhau, không còn có bất luận cái gì uy hiếp. Thẳng đến hàng triều rút đi, bọn họ mới có thể một lần nữa sống lại. Đến lúc đó ngủ đông đã lâu bọn họ sẽ vô cùng mà khát vọng máu tươi, xé nát hết thảy sấm xuống dưới người hiện giờ hàng triều bùng nổ sau, vô tận trong nước uy hiếp lớn nhất chính là hàng khí. Tiêu Dật Phong hai người bay lên không theo vách đá bay lên, con bọn họ tuyển vách đá là tùy tiện lựa chọn một chỗ vách đá. Ở bên này, bọn họ cũng không có giống bắt vực giống nhau, tìm được hạp khẩu. Cái này vách đá cũng không biết rất cao, hai người ở không hề trở ngại dưới tình huống, cũng vẫn là bay mấy ngày mới thượng đến trên bờ. Hai người bay vút mà thượng, dừng ở sông băng vực sâu bên cạnh. Phóng nhãn nhìn lại, bên này cũng là một mảnh mênh mang băng nguyên, trên bầu trời cũng không ngừng bay xuống bông tuyết. Nhìn qua cùng bắc vực không có gì khác nhau, đảo cũng nhìn ra được tới hai bên là đã từng cùng nguyên. Nhưng hai người đều biết bên này chính là yêu tộc hoang dã nơi, mà không phải bắc vực, bởi vì trong không khí có cổ nhàn nhạt yêu khí. Đây là vô số yêu tộc trên người phát ra yêu khí, tại đây hoang dã nơi liền cỏ cây lâu rồi cũng đều sẽ biến thành yêu tộc. Đệ tứ càng, ngày mai tiếp tục canh bốn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Chương 554, năm vẫn là 40 năm, Tiêu Dật Phong ẩn ẩn cảm giác được yêu tộc có cổ cùng chính mình có quan hệ lực lượng đang ở bên này, nhưng chính mình tìm không thấy cụ thể vị trí. Mặt tuyết. Nói như vậy thu không gia hỏa này y theo ước định tới nơi đây, cũng không biết hắn có hay không thu hoạch. Phải hỏi hắn lấy về mặt tuyết mới là, kia chính là chính mình vô nhai điện truyền thừa thần khí, không dung mất đi. Tiêu giật Phong nhìn về phía sơ mặt nói, sư tỷ, nơi đây dù sao cũng là yêu tộc. Ta hai người vẫn là đến làm chút ngụy trang, mới phương tiện tại đây hành sự chính là chúng ta không phải yêu tộc a à. như thế nào ngụy trang sơ mặt nghi hoặc nói tiêu vật phong trực tiếp đem chính mình trong cơ thể kia quả tử nội ẩn chứa huyết mạch kích hoạt trên người hắn xuất hiện một cổ như có như không yêu khí hắn trên cổ đột nhiên hiện ra tinh miệng mảnh nhỏ long lân vẫn luôn lan tràn đến hắn gương mặt chỗ đôi mắt trở nên kim hoàng thính tai duệ cả người khí chất cũng đại biến lên trở nên âm trầm mà hung ác hắn cười nói chúng ta tuy rằng không phải yêu tộc nhưng chúng ta có thể bắt chước a à. cải tạo trong quá trình khi quả tử nội tinh hoa cũng bị sơ mặt hút đi không ít bởi vậy này yêu long huyết mạch sơ mặt cũng là có sơ mặt học theo kích hoạt rồi trong cơ thể long huyết biến thành một cái kim sắc đôi mắt long nữ bộ dáng hai người kỳ thật cũng liền sơ cụ này biểu chỉ là nhìn qua giống yêu tộc nhưng cũng không thể cùng yêu tộc giống nhau hiện ra nguyên hình chiến đấu tiêu giật phong nhìn chung quanh liếc mắt một cái nói sư tỷ chúng ta đi thôi nhìn xem có thể hay không tìm người hỏi một chút lộ sơ mặt gật gật đầu hai người hướng bên mang phong tuyết trung bay đi tính toán tìm kiếm nơi này yêu tộc. Ở hai người đi rồi không bao lâu, mười mấy trường màu xám trường mau lan yêu chạy tới nơi này. Sao lại thế này, bên này như thế nào cảm ứng được một cổ linh lực dao động? Chẳng lẽ có người đi xuống? Cầm đầu lan yêu nhíu mày nói. Đội trưởng, chuyện này không có khả năng đi. Này vực sâu nguy hiểm vô cùng, mấy năm gần đây vẫn luôn đóng băng, như thế nào có người dám đi xuống? Phía dưới tiểu lan yêu trả lời nói. Cầm đầu lan yêu không có hoàn toàn hóa hình lan cái mũi giật giật, nhíu mày nói, có cổ hương khí, ra bên ngoài bay đi. Hắn tức khắc mở to hai mắt nhìn, kinh thanh nói, mau, thông tri tướng quân. Có người từ vực sâu lên đây. Ta cảm thấy không cần. Một cái nhàn nhạc thanh âm truyền đến. Khi mấy cái lang yêu nhìn lại, lại thấy một nam một nữ đứng ở cách đó không xa, tức khắc trong lòng cả kinh. Tiêu giật phong từ những trữ vật lấy ra một phen tiên kiếm, tế khởi tiên kiếm bay ra. Này đó tiểu yêu trung mạnh nhất đội trưởng cũng bất quá là kim đan kỳ, căn bản là không phải đối thủ của hắn. Khi phi kiếm hóa thành 10 tới đạo kiếm quang, nháy mắt đem kia lan đội trưởng bên cạnh 10 tới chỉ lan yêu thiết dưa chém đồ ăn giống nhau đều chém giết. 10 tới đạo kiếm quang chỉ vào cái kia lan đội trưởng, đem hắn sợ tới mức mặt không có chút máu, vội vàng quỳ xuống đất xin tha. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Muốn sống phải trả lời ta vấn đề. Tiêu giật phong nhàn nhạt nói. Lan yêu gật đầu giống như đảo tỏi nói, đại nhân xin hỏi, tiểu yêu biết gì nói hết. Tiêu giật phong chậm rãi đi đến hắn bên cạnh, hỏi, Ngươi vừa mới nói vượt sâu mấy năm nay đều đóng băng. Hiện giờ ra sau năm? Yêu lịch 2424 năm. Lan yêu vội vàng nói. Tiêu giật phong nhíu nhíu mày, rồi sau đó hỏi, đổi thành nhân tộc lịch vạn niên là nào năm? Khi Lan yêu vẻ mặt đưa đám nói, đại nhân, tiểu yêu không hiểu a, à, ta muốn hiểu, ta còn là tiểu yêu sao? Tiêu giật phong nghĩ nghĩ đích xác khó xử hắn, thay đổi cái hỏi pháp hỏi, kia này vượt sâu nhưng có cái gì chỗ kỳ dị? Nhất kỳ dị chính là 4 năm trước đột nhiên có tiên quan tiên nhạc từ bên trong dân lên, đưa tới rất nhiều đại nhân vật canh giữ ở bên ngoài. Lan Yêu trả lời nói. 4 năm trước. Sơ mặt ngạc nhiên nói. Lan Yêu khẳng định nói, đúng vậy, 4 năm trước. Ta chính là khi đó bị điều tới nơi này canh gác. Tiêu dật phong cùng sơ mặt liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Thời gian này như thế nào cùng chính mình trong ấn tượng không giống nhau. Còn có mặt khác cổ quái sao? Tiêu dật phong hỏi. Có có có, này sông băng vực sâu hàng triều bình thường một hai năm liền sẽ thối lui, hiện giờ hơn bốn năm. Còn không có thối lui cảnh tượng. Lan yêu vội vàng mở miệng nói. Vực sâu chung quanh có rất nhiều yêu tộc canh gác sao? Tiêu Dật phong hỏi. Lan yêu lắc đầu nói, này thật không có, chỉ là bố trí không ít phòng tuyến, đại nhân vật đều chờ không kịp đi trở về. Hiện giờ cũng chỉ dư lại chúng ta ở phòng thủ, sang giết vực sâu yêu thú, tiểu nhân cũng là gom đủ tuần tra lại đây. Tiêu Dật phong yên lòng, này đó yêu tộc nhanh như vậy phát hiện chính mình, hắn còn tưởng rằng yêu tộc bày ra thiên la địa võng. Ai biết chỉ là bọn hắn vận khí không tốt, hoặc là nói trước mắt lang yêu tiểu đội vận khí không tốt. Tiêu giật phong lạnh lùng cười nói, thì ra là thế, hảo, cảm ơn. Lang yêu còn không có tới kịp nói bất luận cái gì lời nói, từng đạo sắc bén kiếm khí liền không ngừng từ trên người hắn xuyên qua, kết thúc hắn sinh mệnh. Tiêu giật phong nhẹ nhàng bân quơ mà rải lạc một mảnh ngọn lửa, đêm này mười tới cổ thi thể đốt cháy sạch sẽ. Sư đệ, vì sao phải giết bọn họ, sơ mặt thần sắc có chút không vui nói. Ta không hiểu ký ức lao đi phương pháp, bọn họ phát hiện chúng ta, chính là cái phiền toái. Tiêu giật phong không sao cả cười nói. Chính là, sơ mặt bất mãn nói. Tiêu giật phong đánh gãy nàng lời nói nói, không có gì chính là, này có thể lớn nhất hạn độ giảm bớt chúng ta nguy hiểm. Sư tỷ không thể lòng dạ đàn bà. Hắn dẫn đầu bay lên trời, sơ mặt thở dài một tiếng, rồi sau đó đuổi sát mà đi. Không bao lâu, hai người ở phong tuyết trung gặp được một tòa yêu tộc thôn trang nhỏ thông trang lấy màu đen nham thạch kiến tạo phòng ốc là chủ kiến trúc tục tầng xông ra một cái thực dụng tính cũng không có gì mỹ quan hai người phi rơi xuống đi trong thôn mặt yêu tộc một đám trường màu trắng lông tóc cường tráng vô cùng nhưng tiêu giật phong liếc mắt một cái liền nhìn ra này đó đều không phải là thuần chủng yêu tộc mà là có một nửa nhân tộc huyết mạch nửa yêu này đó nửa yêu đều có được yêu tộc bộ phận đặc thù có chút trên đầu còn trường cái thật lớn hùng đầu có chút tắt có một con thật lớn hùng trảo có vẻ chẳng ra cái gì cả như vậy xem ra thu không nhưng thật ra cái thực hội trưởng nửa yêu không có hình thù kỳ quái chỉ là có yêu tộc lỗ tai đương nhiên này cũng cùng hắn đạt tới hợp thể kỳ có thể hóa hình có quan hệ thấy tiêu giật phong hai người đã đến một đám yêu tộc cung kính mà hành lễ nói gặp qua thượng tộc đại nhân thượng tộc đại nhân tiêu giật phong trong lòng có chút kinh ngạc trước cuộc hiện giờ hắn nhưng không có hoang dã nơi tương quan tri thức thực mau hắn liền nhớ tới nhị sư huynh linh hư lão đạo đã dạy yêu tộc có cực kỳ phức tạp tộc đàn phân chia nhưng ở yêu tộc mặc kệ như thế nào phân chia, nửa yêu cùng nhân tộc đều là địa vị nhất thấp hèn. Thực mau thôn thôn trưởng được đến thông tri, bay vút mà đến. Đây là một cái tay cầm một trượng cường tráng lão giả, trên mặt tràn đầy màu trắng lông tóc, nhưng một đôi mắt sáng ngời có thần, lóe trí tuệ quang mang. Hắn tới rồi lúc sau, nhìn về phía tiêu giật phong hai người, trong lòng lột bột một tiếng, giao long tộc. Tiêu giật phong hai người phát ra long khí, không hề nghi ngờ chính là yêu tộc trung cường đại giao long tộc. Hắn tất cung tất kính nói, gặp qua giao long tộc đại nhân, lão hữu là gấu trắng thôn thôn trưởng trần lạc lễ hai vị đại nhân là tới đây nghĩ tạm sao xem đại gia quần chúng tình cảm mãnh liệt ta phải giải thích giải thích chủ yếu là không nghĩ thu đao phiến kỳ thật không các ngươi tưởng tượng như vậy nghiêm trọng hắn mất đi chỉ là ma đạo ký ức cùng kiếp trước tiêu dật phong nhớ rõ cùng sư tỷ cảm tình cho nên mất trí nhớ không ngược sư tỷ tiếp theo liễu hàn yên khẳng định là bị nam chủ cứu ra khi đó nam chủ cũng nhớ lại nàng cho nên không ngược liễu hàn yên liền cùng thiên đạo đi cái lưu trình dù sao cũng phải cấp điểm mặt mũi cấp thiên đạo. Hơn nữa, cấp một cơ hội cấp nam chủ không hề tâm lý gánh nặng đi ra ngoài tán gái đi. Có lão bà quản, hắn không cơ hội a. À. Lại lần nữa hứa hẹn, không đầu trâu, không bỏ độc, không ngược chủ, chỉ là vì càng thú vị vị tính. Sẽ không cái gì tai nạn xe cộ ung thư không chết được, mất trí nhớ ngược luyến một con rồng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Chương 555, Hoang giả bảy vực. Tiêu giật phong trong lòng có chút kinh ngạc, Lúc cuộc trước mắt Trần Lạc Lễ chính là xuất khiếu cảnh lúc đầu yêu tộc. Chính mình hai người hiện giờ bất quá lộ ra kim đan kỳ tu vi, hắn thế nhưng cũng là như vậy không lưng uống gối. Có thể thấy được yêu tộc cấp bậc phân chia là cỡ nào nghiêm khắc, mà nửa yêu ở yêu tộc trung địa vị lại là cỡ nào hèn mọn. Nói như vậy thu không tiểu tử này quá đến cũng không dễ dàng. Bất quá nhân tộc ở chỗ này càng là thê lương, hẻm núi tách ra là lúc, không ít người tộc lưu tại bên này. Đây cũng là vì cái gì yêu tộc sẽ có như vậy nhiều nửa yêu nguyên nhân. Ta hai người tới nơi này nghỉ tạm, thuận tiện hiểu biết một chút tình huống. Tiêu Dật phong nói. Trần Lạc Lễ vội vàng nở nụ cười, cung kính nói, đại nhân nếu là không vội, liền bên trong thỉnh, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Tiêu giật phong gật đầu, Trần Lạc Lễ cục mi rủ mắt mà ở phía trước dẫn đường. Dọc theo đường đi những cái đó nửa đêm cũng không dám nhiều ngẩng đầu xem bọn họ hai người, chẳng sợ sơ mặt lớn lên lại tuyệt sắc, ở bọn họ xem ra cũng là hồng thủy mãnh thú. Hoặc là này cùng thẩm mỹ không giống nhau có quan hệ, nhưng chủ yếu là tôn ti vấn đề. Hai người đi theo Trần Lạc Lễ đi vào đến trong thôn mặt một tòa cục đá dựng thạch ốc nội. Hai vị thượng tộc đại nhân xin mời ngồi. Trần Lạc Lễ đem phía trên vị trí nhường ra tới. Hắn làm được rất quen thuộc, xem ra bình thường không thiếu chiêu đãi mặt khác yêu tộc. Tiêu giật phong hai người nhập gia tùy tục, ngồi xuống mặt trên trên chỗ ngồi. Nơi này vị trí chỉ có một trương thạch chất bàn lùng, trên mặt đất phô gia thú, hai người chỉ có thể ngồi trên mặt đất. May mà vị trí còn tính rộng mở, hai người không cần tể ở một khối. Trần Lạc Lễ cung cung kính kính mà đứng ở một bên, ngồi cũng không dám ngồi xuống. Thực mau liền có cao lớn thô kệch hùng tộc nữ tử bưng lên từng bồn đại phân thịt loại cùng một vò đàn rượu ngon. Thịt loại có sinh có thục, suy xét đến thập phần chu đáo. Từng khối trái dừa lớn nhỏ máu chảy đầm đìa thịt loại, đem tiêu giật phong hai người xem đến mày thẳng nhăn. Này ngoạn ý, là người bình thường có thể ăn xong đi sao? Các ngươi yêu tộc liền thích như vậy. Hai vị đại nhân chớ trách, thôn nhỏ địa phương hẻo lánh, thật sự không có càng tốt rượu ngon cùng ăn thịt. Trần Lạc Lễ xem mặt đoán ý, kinh sợ địa đạo. Tiêu Dật Phong không sao cả mà xua xua tay nói, được rồi, ngồi xuống nói chuyện. Trần Lạc Lễ vội vàng nói, lão hủ đứng là được, đại nhân có cái gì cứ việc phân phó. Tiêu Dật Phong nghĩ nghĩ hỏi, người này nhưng có hoang dã nơi bản đồ, ta hai người ở phong tuyết trung lạc đường, tưởng xác định một chút phương vị. Trần Lạc Lễ tuy rằng nghi hoặc, lại vẫn là gật đầu nói, có, chỉ là bất tường tế. Không sao, lấy tới ta nhìn xem. Các ngươi thôn có hay không yêu lịch linh tinh? Ta gần nhất đối với các ngươi này đó thôn nhỏ ghi lại có vài phần tò mò." Tiêu Dật Phong hỏi. Trần Lạc Lễ có chút mặt toát mồ hôi nói, "Chúng ta thôn nhỏ ghi lại đều là trong thôn sự tình, không có gì đáng giá vừa thấy." Tiêu Dật Phong phất tay nói, "Cũng cho ta lấy lại đây." Trần Lạc Lễ vội vàng xưng là, rồi sau đó gọi tới một người tuổi trẻ hùng tộc nửa yêu, làm hắn qua đi mang tới. Tiêu Dật Phong lại hỏi một chút hiện giờ thời đại, nhưng được đến cũng là yêu bao năm qua. Trong thôn người hàng năm tại đây băng thiên tuyết địa bên trong càng là không biết cái gì nhân tộc lịch vạn niên. Đến nỗi tiên bảo dẫn phát dị tượng, hắn cũng nói là 4 năm trước phát sinh sự tình. Tiêu giật phong hỏi ý trong lúc, kia tuổi trẻ hùng tộc thực mau liền cầm đồ vật lại đây, cung kính mà đệ thường. Tiêu giật phong mở ra bản đồ, tinh tế nhìn một chút, quả nhiên thô sơ giản lược đến có thể. Trên bản đồ liền đơn giản đem hoang dã nơi bảy cái đại vực cấp cắt ra tới, cũng liền chính mình hiện tại vị trí bắt hàng vực hơi chút kỹ càng tỉ mỉ một chút. Chính mình hai người hiện tại vị trí bắt hàng vực ở nhất bên cạnh địa phương, Hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Giống nhau cũng liền nửa yêu cùng yêu tộc tội nhân sẽ bị lưu đày tới nơi này, xem như một cái đất cằn sỏi đá. Mà hoang dã nơi nhất trung tâm địa phương ở yêu hoàng thành vị trí vạn yêu vực, ly chính mình cách một cái ngàn thủy vực đâu. Mà nếu muốn trở lại sao trời lĩnh vực, ít nhất đến kéo dài qua bốn cái yêu vực, tương đương mà phiền toái. Hoang dã nơi tuy rằng cằn cỗi, nhưng địa vực mở mang, hơn xa với sao trời lĩnh vực. Nếu không phải linh khí thiếu thốn, đảo cũng vẫn có thể xem là một cái hảo địa phương. Tiêu Dật Phong lại mở ra bọn họ yêu lịch nhìn nhìn, này trong thôn yêu lịch viết đến đó là lời mở đầu không đáp sau ngữ. Yêu lịch trung tất cả đều là trong thôn sự tình, vô luận việc lớn việc nhỏ. Gần nhất ghi lại còn lại là này mấy năm từ bên cạnh xích nham vực bị người một đường xua đuổi tới đây chua sót, giữa những hàng chữ còn có cổ oán khí. Cứu này nguyên nhân là hùng tộc hùng tôn giả bị chùa vô tướng sở độ hóa, liên quan hùng tộc thực lực giảm đi. Hùng tộc đều ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào có tâm tư để ý tới này đó hùng tộc nữa yêu chết sống cách không được hắn không dám cho chính mình xem đâu này muốn cho chân chính yêu tộc thấy phỏng chừng ăn không hết gói đem đi trần lạc lễ vẫn luôn tâm tình thấp thỏm mà nhìn tiêu giật phong lật xem này yêu lịch cái tráng hơi hơi thấy hãng tiêu giật phong đem kia bổn yêu lịch hợp lại cười như không cười nói thôn trưởng người này yêu lịch lần sau vẫn là đừng cho người khác nhìn là 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 trần lạc lễ đáp sau một lúc lâu thấy tiêu giật phong không có phát tác hắn mới yên lòng không lâu ngày có một cái hùng tộc lão phụ nhân lãnh một đám hùng tộc nữ tử tiến vào, này đó hùng tộc bọn nữ tử một đám cao lớn thô kịch. Bất quá cầm đầu nữ tử diện mạo nhưng thật ra còn có thể, nàng trường một đôi tiểu xảo tai gấu, bộ dáng có thể xưng được với là trung thượng chi tư. dáng người cao gầy, ít nhất không phải cao lớn thô kịch, lưng hùng vai gấu. Hẳn là yêu tộc huyết mạch cũng không nùng nguyên nhân. Làm tiêu giật phong nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, rồi sau đó có điểm nghi hoặc, đây là nháo loại nào. Thông trưởng thấy tiêu giật phong sắc mặt, vội vàng đối kia mang nữ tử tiến vào lão phụ nổi giận nói, ngươi tới đảo cái gì loạn. Khi lão phụ bị hoảng sợ, nhỏ giọng biện giải nói, không phải có đại nhân tới cửa sao. Ta này không phải dựa theo bình thường thói quen tới sao. Thông trưởng hướng nàng liên tục đưa mắt ra hiệu, nàng mới thấy lần này tới chính là một nam một nữ hai người, mà phi bình thường tới một đám đại hán. Nàng kia lớn lên tinh tế mà lại tinh xảo, so nàng ở đại thành trung gặp qua thần nữ pho tượng còn phải đẹp. Tuy rằng ở nàng xem ra một chạm vào liền toái bộ dáng, một chút cũng không cường tráng Mỹ là được. Tiêu giật phong nơi nào còn không rõ, vô ngữ phất tay nói, đi xuống đi. Ta yêu cầu an tĩnh một hồi. Thấy tiêu giật phong thần sắc, kia thôn trưởng cũng biết đối phương chướng mắt, nhưng cũng không trách tội, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vốn dĩ việc này cứ như vậy đi qua, một cái hùng tộc tiểu hài tử đột nhiên vọt tiến vào. Hắn 10 tuổi tả hữu, viên đầu viên não mà, có sông nho nhỏ tai gấu, trong miệng hét lên. Các ngươi này đó người xấu lại tới khi dễ tiểu chu tỷ tỷ, tiểu chu tỷ tỷ, mau cùng ta trở về. Trần Lạc Lễ sắc mặt đại biến, nổi giận nói, mau đem hắn cho ta kéo về đi. Mấy cái tuổi trẻ hùng tộc vội vàng lôi kéo kia tiểu hài tử đi ra ngoài, kia tiểu hài tử còn không ngừng hét lên, các ngươi buông ta ra, người xấu, các ngươi lại tới trong thôn mặt khi dễ người. Các ngươi sẽ có báo ứng. Trần Lạc Lễ nghe được mặt đều tái rồi, sắc mặt trắng bệch, kinh sợ. Hắn vội vàng phất tay, kia hùng tộc lão phụ vội vàng lấp kín kia tiểu hài tử miệng, lôi kéo đi rồi. Đệ nhị càng thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Chương 556, mau đêm này hai cái tiểu tổ tông mang đi đi. Sơ mặt nhăn lại mày đẹp, hơi tò mò mà dò hỏi, đây là có chuyện gì? Trần Lạc Lễ vội vàng cười làm lành nói, đại nhân không cần để ý tới hắn, bất quá là thường xuyên có yêu tộc đại nhân tới trong thôn làm khách. Hắn tiểu hài tử không hiểu chuyện, quay đầu lại ta sẽ giáo huấn hắn. Cầm đầu cái kia hơi chút đẹp nữ tử cũng vội vàng nói, đại nhân thứ tội, thư giật thiếu gia không phải cố ý mạo phạm đại nhân sơ mặt xem như minh bạch, cái gì làm khách, rõ ràng là yêu tộc tới nơi này phong lưu khoái hoặc thôi. Tiêu giật phong tắc nghi hoặc mà nhìn về phía Trần Lạc Lễ hỏi, thư giật thiếu gia. Trần Lạc Lễ vội vàng quỳ xuống nói, đó là lão hữu tôn nhi, từ nhỏ cha mẹ không ở, có chút bất hảo. Đại nhân muốn trách phạt liền phạt ta đi. Sơ mặt nhìn một cái xúc khiếu cảnh tu sĩ cư nhiên quỳ lạy chính mình này hai cái mặt ngoài hiện ra ra kim đang tu vi người. Không khỏi đối yêu tộc cấp bậc chế độ có càng sâu một tầng nhận thức, ở chỗ này, tôn ti tự hồ khắc vào trong xương cốt. Tiêu giật phong không sao cả nói, không sao. Được rồi, nếu hỏi xong lời nói, chúng ta này liền rời đi. Trần Lạc Lễ đại ra một hơi, thấp thỏm dò hỏi, đại nhân nếu không tại đây nghỉ tạm một lát lại đi. Tiêu giật phong nhìn về phía sơ mặt, sơ mặt lắc lắc đầu, nàng cũng không thích nơi này. Tiêu giật phong khẽ gật đầu nói, sư tỷ, chúng ta đi thôi. Hai người đi ra thạch điện, bay lên trời, tận trời mà đi. Không nghĩ tới này yêu tộc trong vòng, cấp bậc chế độ như thế nghiêm ngặt. Sơ mặt nhíu mày nói. Tiêu Dật Phong nhàn nhạt nói, này hẳn là quanh năm suốt tháng tích lũy xuống dưới, hơn nữa vũ lực uy hiếp. Sơ mặt gật đầu, rồi sau đó dò hỏi, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Đi trước này bắt hàng vực đô thành, hỏi thăm một chút sư phụ tình huống cùng hiện giờ rốt cuộc là khi nào? Tiêu Dật Phong nói, chúng ta rõ ràng cảm giác được đi qua 40 năm, nhưng bọn hắn đều nói là 4 năm. Sơ mặt gật đầu nói, Tiêu Dật Phong nghĩ nghĩ nói, vô tận trong nước hải tốc độ dòng chảy thời gian khả năng cùng địa phương khác không giống nhau. Nói như thế tới, vô tận trong nước hải nhưng thật ra một cái tu luyện thánh địa. Sơ mặt nói. Tiêu giật phong lại lắc đầu nói, khi đến xem là đối ai, nếu không phải chúng ta hai cái, chỉ sợ đi không ra. Trung thân vây chết ở bên trong. Khi sư tôn nàng làm sao bây giờ? Sơ mặt lo lắng nói. Sư bá chúng ta lại mặt khác tìm thời gian trở về mang nàng xuất hiện đi, nàng nhìn dáng vẻ một chốc một lát hẳn là kết thúc không được. Tiêu giật phong nói. Sơ mặt gật đầu, hiện giờ hai người đều ra tới, cũng chỉ có thể như thế. Rốt cuộc sư tôn tu luyện cũng không biết còn muốn bao lâu. Tiêu dật phong tưởng lại là nếu như thế, chính mình đảo không tính quá chậm trễ sự tình. Chính mình hiện giờ tính toán đâu ra đấy rời đi vô nhai điện cũng liền 9 năm, nghĩ đến vô nhai điện sẽ không có quá lớn biến hóa. Sư phụ tình huống cũng sẽ không chuyển biến xấu đi nơi nào, này đảo làm hắn yên lòng. Cũng không biết 4 năm qua đi, thu không kia tiểu tử có hay không tìm được dương kỳ trí hoặc là cái kia bóng đè hồ chuyển thế kêu nhu nhi nữ tử. Hoang dã nơi, vân mộng vực nội thanh hồ hương. Thu không giờ phút này đang ở thanh hồ hương nội một gian hạ nhân trong sương phòng mặt nhìn bên ngoài. Hắn trong khoảng thời gian này căn cứ trảm tiên miêu tả, tìm đọc rất nhiều tư liệu, lại ở yêu tộc dò hỏi không ít người. Nhưng rất nhiều yêu tộc đều nói cái này nhu nhi cùng thanh hồ hương đời trước hồ tộc tộc trưởng hồ tiên nhi lớn lên giống nhau như đúc. Nàng đều mất tích mấy trăm năm, mà hồ tộc cũng tìm mấy trăm năm. Đối này Thu không cực kỳ vô ngữ, cái này ta tự nhiên biết, nhưng ta muốn tìm không phải nàng a. À. Mấy năm hỏi thăm xuống dưới ngẫu nhiên cơ hội hắn từ một cái ở thanh khâu hương hồ tộc kia biết được thanh hồ hương thiếu tộc trưởng hồ viễn thanh đã trở lại trảm tiên tức khắc liền ngây ngẩn cả người hồ viễn thanh nàng không phải chết ở xích tiêu dạy sao vì thế thu không liền kéo dài qua số vực đi tới nơi này kết quả lại bị cự chi môn ngoại hơn nữa kia hồ viễn sáng sớm đã bế quan mấy năm hắn tuy rằng có tầm bảo hồ huyết mạch nhưng bởi vì là nửa yêu cho nên ở thanh hồ hương cũng không được ưa thích thu không chỉ có thể chờ ở bên ngoài vì có thể được biết cụ thể tin tức hắn là trăm phương nghìn kế nhiều mặt tìm hiểu cuối cùng bị hắn được đến một tin tức hồ viễn thanh trở về về sau bộ dáng đại biến trở nên cùng tiền nhiệm tộc trưởng giống nhau như đúc lần này làm thu không kích động lên này không phải tìm được rồi chính chủ sao cái này hồ viễn thanh nhất định cùng cái kia nhu nhi có quan hệ không chuẩn chính là nàng nhưng cái này thiếu tộc trưởng vẫn luôn đang bế quan làm thu không thật sự không có biện pháp chỉ có thể trò cũ trọng thi trà trộn vào thanh hồ hương đương hạ nhân này đã hơn một năm hắn đã thăm dò rõ ràng này thanh hồ hương kết cấu chuẩn bị dựa vào chính mình bản lĩnh sờ tiến hồ uyển thanh bế quan thanh hồ hương cấm địa hồ tộc làm yêu tộc cường tộc chi nhất mấy năm nay tuy rằng có chút xuống dốc nhưng cũng không phải cái gì nhỏ yếu chủng tộc tiêu giật phong ta này vì ngươi chính là bất cứ giá nào thật là tình nghĩa vào sinh ra tử hy vọng bị bắt lấy sẽ không bị đánh chết đi bất quá nghĩ đến có điểm khó hiện giờ thu không chính nhìn bên ngoài véo hảo thời gian tính toán lại đêm thăm một đợt địa hình làm chuẩn bị đột nhiên trên người hắn toát ra từng đợt tinh oánh dịch thấu lam quang, ở trong phòng nổi lơ lửng. Lam quang thực mau hình thành một đạo lốc xoáy, ở trong phòng ngưng tụ ra một cái áo lam thiếu nữ tới. Mặt tuyết tiểu tổ tông, ngươi làm gì vậy? Thu không sửng sốt một chút, này mặt tuyết kiếm linh khó được ra tới. Này đoạn thời gian, hắn luôn là minh bạch này hai thanh thần khí đều không hảo hầu hạ. Hai cái kiếm linh trời sinh không đối phó, đánh cái không ngừng, xảo cái không ngừng, nuôi nấng điều kiện lại hà khắc. Mặt tuyết còn hảo, các loại thiên tài địa bảo phàm ăn, chỉ là đem nhà hắn đế đào rỗng. Trảm tiên là muốn mệnh, cương nhiên muốn lấy tâm đầu huyết vì thực, hắn mỗi cách hai ngày phải từ trong cơ thể bước ra tâm đầu huyết cho nàng. Cái này làm cho hắn trở nên khuôn mặt tiều tụy, một bộ sắp sửa gỗ một bộ dáng, đó là khổ không nói nổi. Nhất thật đáng buồn chính là, chính mình cư nhiên đánh không lại các nàng hai cái. Ta cảm ứng được cùng tiêu giật phong liên hệ khôi phục, hắn giống như từ sông băng vực sâu ra tới. Liền ở hoang dã nơi. Mặt tuyết đạo thu mình không thượng lại lần nữa bay ra từng viên ánh huỳnh quang, thực mau ngưng tụ thành trảm tiên bộ dáng. Ngươi nói chính là thật sự. Tên kia thật sự ở yêu tộc. Trảm tiên vội vàng hỏi. Này 4 năm tới nàng cùng tiêu dật phong liên hệ toàn bộ bị cắt đứt, hoàn toàn cảm ứng không đến cùng tiêu dật phong liên hệ. Hiện giờ mặt tuyết cư nhiên cảm ứng được tiêu dật phong hơi thở, mà chính mình vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, này rốt cuộc sao lại thế này. Mặt tuyết gật đầu nói, ta cảm ứng sẽ không sai, hắn đích xác ở yêu tộc mau mang ta đi tìm hắn. Vương bác đảng, cư nhiên dám đơn phương chặt đứt ta khế ước. Trảm tiên nghiến răng nghiến lợi nói. Trảm tiên, ngươi bị vứt bỏ. Ngươi đều không phải hắn thần khí, ta vì cái gì muốn mang ngươi đi tìm hắn. Mặt tuyết trào phúng hỏi. Trảm tiên trừng mắt mặt tuyết, tức giận đến tưởng chém nàng, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Nàng cười lạnh nói, có bản lĩnh ngươi đừng đi tìm hắn, bằng không ngươi ta khí cơ tương liên, ta cũng có thể tìm được hắn. Mặt tuyết hết chỗ nói rồi, chỉ dựa vào nàng sát không có biện pháp ném ra trảm tiên hai vị cô nải nải tiểu tổ tông các ngươi hiện tại muốn thế nào thu không hỏi hắn trong lòng khổ a à, chính mình ăn ngon uống tốt hầu hạ hai vị này cô nải nải lâu như vậy kết quả tiêu giật phong vừa ra tới các nàng liền gấp không chờ nổi mà phải đi về chính mình chung quy là trao sai người a à. bất quá biết được tiêu giật phong bình yên vô sự hắn vẫn là thở vào một hơi đồng thời hai mắt mạo quang tiêu huynh a à, ngươi rốt cuộc đã trở lại a à mau mang này hai cái cô nãi nãi trở về đi, ta nuôi không nổi a. À. Chúng ta thuận tiện tính tính hai vị này cô nãi nãi bốn năm tới tiêu phí. Đệ tam càng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Chương 557, này tâm linh tương thông thật là cái phiền toái. Mặt tuyết thấy hai người đều nhìn qua, có điểm ngượng ngùng nói, ta cảm ứng không đến hắn cụ thể phương vị, yêu tộc yêu khí quá nồng, ngăn cách cảm ứng. Thiết, thật vô dụng. Trảm tiên kinh thường nói. Mặt tuyết phun ra đầu lưỡi nhỏ, trả lời lại một cách mỉa mai nói, ngươi hữu dụng. Liền liên hệ đều chặt đứt. Ngươi, ta không cùng ngươi chấp nhặt hoàng mau nha đầu. Trảm tiên cười lạnh nói. Thấy các nàng lại muốn xảo lên, thu không một cái đầu hai cái đại, vội vàng ngắt lời nói, chúng ta đây hiện tại còn có vào hay không thanh hồ hương tấm địa. Này thanh hồ hương không hảo sấm, dù sao cũng là yêu tộc đại tộc. Chờ một chút bị bắt lấy, chúng ta đều chạy không được. Trảm tiên nói. Chúng ta đây tiếp tục ở thanh hồ hương hỏi thăm một chút tin tức, đi trước tìm tiêu huynh. Thu không hỏi. Trảm tiên gật đầu nói, đúng vậy, như vậy tương đối hảo. Thu không nghe vậy cũng thả lỏng lại, trước cuộc này một năm chuẩn bị, hắn thật đúng là không đế xông vào thanh hồ hương tấm địa. Năm đó vì trộm hạo nhiên thiên thư, hắn chính là ở bắc đế thành ẩn nút mười mấy năm, làm đủ chuẩn bị mới đi. Quy, ta còn không có đáp ứng đâu. Mặt tuyết bất mãn nói. Vậy ngươi chính mình xông vào thanh hồ hương tấm địa. Trảm tiên hỏi. Ngươi. Hừ. Mặt tuyết tức giận nói. Thu không cũng biết cái này mặt tuyết kiếm linh là điển hình mạnh miệng mềm lòng, cũng không thèm để ý. Không biết tiêu huynh đến lúc đó có biện pháp nào không đi vào tìm được cái này hồ viễn thanh. Hắn lẩm bẩm nói. Ngươi yên tâm, tiêu giật phong lại đây, này hồ viễn thanh nếu thật là nhu nhi, khẳng định tung ta tung tăng chạy ra. Trảm tiên cười nói. Ba người hạ quyết tâm, không hề tính toán cường sấm thanh hồ sơn cấm địa, mà là tìm cơ hội đi trước tìm tiêu giật phong hội hợp. Tiêu giật phong cùng sơ mặt hai người bay hơn một canh giờ, thực mau chiều hôn buông xuống. Hai người lại bay một đoạn thời gian, mới dừng ở trên mặt tuyết, tùy tiện tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống. Bọn họ không có bật lửa lửa trại, lấy bọn họ thể chất, điểm này hàng khí vẫn là quấy nhiễu không được bọn họ. Tiêu giật phong giơ tay nhìn nhìn chính mình giống như bạch ngọc tạo hình giống nhau tay, mở miệng cười nói. Này tiên thể thật đúng là phương tiện, so với ta trước kia thể chất, muốn thắng quá nhiều. Sơ mặt gật đầu nói, này thể chất đối với ngươi không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, nhưng sư đệ ngươi tâm cảnh tự hồ không đúng. Nga. Chỉ giáo cho. Tiêu giật phong lông mày một chọn hỏi. Ngươi trong lòng tự hồ đối giết chóc có loại khoái cảm, đối sinh mệnh cực kỳ coi thường. Sơ mặt nhíu mày nói. Sư tỷ ngươi suy nghĩ nhiều, chuyện không có thật. Tiêu giật phong không cho là đúng cười nói. Hai người hiện giờ xem như lẫn nhau tâm hữu linh tê, chỉ cần bọn họ muốn, có thể liên hệ lẫn nhau tâm ý. Sơ mặt có thể cảm ứng được hắn tâm cảnh hết sức bình thường. Mà tiêu giật phong sở cảm ứng được sơ mặt tâm cảnh, còn lại là bình tĩnh không gần sống điềm tĩnh vô cùng, một loại yên lặng trí xa tâm thái. Có lẽ đi, tuy rằng bên này là yêu tộc, chúng ta cũng vẫn là thiếu làm sát nhiệt đi. sơ mặt nói. Tiêu Dật Phong đang định nói cái gì, đột nhiên hai người đều cảm ứng được chính mình trên người có cổ đột nhiên toát ra tới oán khí. Hiện giờ bọn họ đều là thiên mệnh chi tử, đối tự thân khí vận cùng mệnh số có đặc thù cảm ứng. Nếu bọn họ tu tập thiên cơ các thiên cơ thuật, không thể nghi ngờ là có thể tiến triển cực nhanh. Đây là đối chúng ta oán khí sơ mặt vẫn là lần đầu tiên như thế trực quan mà xem đến chính mình trên người oán khí tiêu giật phong giơ tay nhìn chính mình trên tay oán khí đưa bọn họ nắm trong tay tinh tế cảm ứng một chút hắn gật đầu nói hẳn là có thể đồng thời đối chúng ta sinh ra oán khí hẳn là cái kia trong thôn mặt người chúng ta cũng không đối bọn họ làm cái gì a à? sơ mặt nghi hoặc nói có thể đối chúng ta sinh ra quấy nhiễu không phải người sống oán khí cái kia thôn chỉ sợ đã xảy ra chuyện tiêu giật phong nhàn nhạt nói chúng ta mau trở về nhìn xem đi. Sơ mặt nôn nóng nói. Tiêu giật phong tắc có vài phần nghi hoặc nói, sư tỷ, này không cần thiết đi, như vậy điểm oán khí, liền tới gần chúng ta đều làm không được. Hắn dùng sức nắm chặt, đem tới gần chính mình oán khí toàn bộ đều xua tan. Cảm nhận được tiêu giật phong không sao cả là phát ra từ nội tâm, sơ mặt nhíu mày nói, sư đệ, ngươi như thế nào trở nên lạnh lùng như thế? Yêu tộc chi gian chém giết, cùng chúng ta không quan hệ. Sư tỷ, không cần quá mức trách trời thương dân tiêu giật phong khuyên nhủ sơ mặt lắc lắc đầu nói nếu bọn họ thật là bởi vì chúng ta mới tao kiếp nạn này chúng ta có một phần nhân quả nhưng chúng ta hiện giờ qua đi chỉ sợ trêu chọc không cần thiết phiền toái chúng ta vừa ra tay liền sẽ bại lộ chính mình thân phận tiêu giật phong nhíu mày nói sơ mặt có chút thất vọng mà nhìn tiêu giật phong liếc mắt một cái nói ngươi nếu là không nghĩ đi ta chính mình đi chính là tiêu giật phong thông qua tâm linh tương thông cảm ứng được sơ mặt đối chính mình thất vọng thở dài một tiếng nói thôi ta đi theo ngươi đi sơ mặt lúc này mới lộ ra tươi cười, gật đầu nói, hảo, chúng ta đi nhanh đi. Hai người nhanh chóng ngự kiếm bay lên trời, nhanh như điện chất giống nhau hướng thôn bay đi. Trên đường, tiêu giật phong nhíu nhíu mày, cái này tâm linh tương thông, có đôi khi thật đúng là cái phiền toái. Hai người tốc độ cao nhất phi hành hạ, hoa gần một canh giờ chạy về tới rồi kia tòa thôn nhỏ bên trong. Chỉ thấy thôn đã không ít địa phương bị bật lửa, ngọn lửa thiêu đến pha cao, từng khối thi thể ngã vào vũng máu trung. Trung gian là một đoàn thật lớn lửa trại, một đám ước chừng 30 tới cái lang tộc yêu binh còn ở kia ồn ào. Hai người thần thức nhanh chóng đảo qua thôn, phát hiện trừ bỏ này đó yêu binh, trong thôn không có phát hiện tồn tại người. Cái kia Trần Lạc Lễ giờ phút này bị đóng đinh ở cửa thôn chỗ, tử trạng cực thảm, nhìn ra được tới trước khi chết gặp tra tấn. Này đó nửa yêu thật là không biết cốt xấu, làm cho bọn họ dân ra toàn bộ nữ nhân còn không chịu, hiện tại biết sai rồi đi, lão đông tây. Có lang yêu binh đi đến Trần Lạc Lễ chết không nhắm mắt thi thể trước vĩ nhổ nói. Chính là, ở lan phụng tướng quân trước mặt nho nhỏ xuất khiếu nửa yêu cũng dám phản kháng đừng nói nữa những cái đó nữ đều đùa chết nửa yêu thật sự không trải qua lăn lộn lớn lên lại xấu xinh đẹp nhất cái kia đàn bà không phải bị tướng quân mang đi sao hy vọng còn có thể sống sót cho chúng ta chơi chơi ha 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 kia có điểm khó một đám lang tộc yêu binh không kiên nể gì mà đang nói cười còn có người lấy trên mặt đất thi thể tới trà lau binh khí sơ mặt ở nơi xa nghe sắc mặt càng ngày càng khó coi tiêu giật phong tắc minh bạch chính mình trên người oán khí nơi nào tới. Xem ra này đó chết đi nữa yêu tưởng chính mình cái này yêu tộc phái tới yêu binh. Sư tỷ, ngươi đi xem trong thôn mạch còn có hay không người sống. Này đó lan yêu giao cho ta. Tiêu giật phong đối sơ mặt nói. Sơ mặt gật gật đầu, đối với tiêu giật phong muốn giết này đó yêu tộc không có bất luận cái gì ý kiến. Tiêu giật phong phi dừng ở lửa trại phía trước, trên mặt đất nằm từng khối áo rách quần manh hùng tộc nửa yêu thi thể, hắn nhìn này đó yêu binh thiết hạ những cái đó nửa yêu trên người huyết nhục, đặt ở hỏa bên trong nướng. Lớn lên giống người tứ chi bị nướng kim hoàng, làm hắn xem đến cũng cực độ không khỏe. Mà không ít yêu binh trong miệng giờ phút này liền cắn này đó tứ chi. Đệ tứ càng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Chương 558, Người Nô. Có ý tứ. Tiêu vật phong tới gần kinh động này đó lan yêu, bọn họ cảnh giác mà kêu ra tiếng tới. Người nào? Chẳng lẽ còn có dư nghiệt? Giao long tộc đại nhân, một đám yêu binh hoảng loạn mà đứng lên, bọn họ này đó bất quá bình thường lan yêu. Nhìn thấy tiêu giật phong cái này cái gọi là giao long tộc, tự nhiên mà vậy thấp thượng ba phần. Ai cho các ngươi đồ thôn? Này đó nửa yêu làm sai cái gì? Tiêu giật phong dò hỏi. Những cái đó lan yêu một đám hai mặt nhìn nhau, nửa ngày nói không ra lời. Ta đang hỏi các ngươi lời nói, trả lời ta. Tiêu giật phong lạnh lùng nói. Là. Là Lan Phụng tướng quân nghĩ đến nơi này thả lỏng một chút, muốn mang đi trong thôn mặt nữ nửa yêu, này lão đông tây cư nhiên dám dĩ hạ phạm thượng có Lang binh mở miệng nói lan phụng tiêu giật phong nghi hoặc nói đúng là mạc tướng không biết là giao long tộc vị nào công tử một cái lớn tiếng khàn khàn thanh âm truyền đến đột nhiên yêu binh nhóm làm mở ra một cái cường tráng trần trụi thượng thân lan tộc đã đi tới hắn chỉ có chỉ có một con mắt trên mặt có ba đạo thật dài trảo ngân một khác chỉ mắt cứ như vậy cấp trảo không có rộng lớn miệng rộng lộ ra dày đặc bạch nha ngoài miệng còn mang theo máu cùng thịt tiết cái này làm cho hắn thoạt nhìn phá lệ dữ tợn khủng bố. Đây là một con xuất khiếu đỉnh lan yêu. Ngươi cũng xứng hỏi ta này đó. Chính là ngươi làm cho bọn họ làm. Tiêu giật phong lạnh lùng nói. Cái này kêu lan phụng lan yêu rõ ràng bị tiêu giật phong nói khí tới rồi, vốn dĩ liền khó coi mặt càng thêm khó coi. Phải biết rằng bọn họ lan yêu tuy rằng không có quá rất mạnh giả, nhưng số lượng khổng lồ, làm không ít yêu tộc đều kiên kỵ ba phần. Chính là ta, công tử có cái gì bất mãn. Bất quá là chút nữa yêu, giết liền giết dù sao đến lúc đó để cho vực sâu yêu thú chính là, công tử chẳng lẽ phải vì này đó nữa yêu minh bất bình. Lan Phụng chẳng hề để ý nói. Tiêu Dật phong từ hắn trong giọng nói suy đoán ra, xem ra ở yêu tộc, cũng không thể tùy ý giết chết nửa yêu, bằng không sẽ không đẩy cho vực sâu yêu thú. Bất quá xem ra tại đây vực sâu bên cạnh, này đó đều là hư, nơi này rõ ràng là ánh mặt trời chiếu không đến địa phương. Cũng là, giết liền giết, bất quá là mấy chỉ lan yêu. Tiêu giật phong cười cười nói. Lan Phụng nở nụ cười, rồi sau đó cực mau lại nhíu mày, Lan yêu. Tiêu giật phong trong tay xuất hiện một phen trường kiếm, ngự kiếm bay ra, thi triển ra vạn kiếm quyết. Đạt được thiên mệnh thêm thành hắn, ra tay liền kích phát bốn hợp tấu. Che trời lấp đất kiếm khí kiếm quang bay về phía 30 tới chỉ Lan yêu, đem tất cả mọi người bao trùm ở bên trong. Những cái đó Lan yêu đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, có 10 tới chỉ Lan yêu đương trường mất mạng. Dư lại Lan yêu đều chật vật mà nên đón cuồn cuộn không dứt kiếm quang. Thật can đảm, cư nhiên dám giả mạo yêu tộc bắt lấy người này nô. Lan Phụng hét lớn một tiếng nói. Tiêu giật phong vừa ra tay, không hề yêu khí, tức khắc bị hắn nhìn thấu nhân tộc thân phận. Người nô. Có ý tứ. Tiêu giật phong khóe miệng khẽ nhất. Ở hắn khống chế hạ, một phen thanh kiếm quan nhanh chóng bố ra tới một cái thanh thế to lớn kiếm trận, đem một chúng Lan yêu tất cả vây khốn. Lan Phụng tuy rằng thực lực cường đại, nhưng một chốc một lát cũng hướng không ra. Ở bên trong rống giận liên tục. Tiêu giật phong không ngừng thi triển vạn kiếm quyết, tính toán bằng vào kiếm trận ma chết cái này xuất khiếu kỳ lan yêu nhưng nhìn dáng vẻ không có dễ dàng như vậy này chỉ lan yêu thực lực pha cường lan phụng bên người tiểu yêu đều tử tuyệt nhưng hắn cũng liền bị điểm bị thương ngoài da hắn lấy một cây lan nha bổng không ngừng múa may thật lớn lan nha bổng ở trong tay hắn giống như cánh tay sử đem kiếm quan che ở bên ngoài tiêu giật phong động khởi tay tới phát hiện chính mình trong cơ thể linh lực vận chuyển cực kỳ thông thuận kéo dài không dứt cùng phía trước hoàn toàn bất đồng này tiên thể quả nhiên không giống nhau, làm ta thử lại này thân thể cường độ. Hắn thu hồi kiếm quang, hóa thành một đạo cầu vòng bay về phía Lan Phụng, một quyền lôi cuốn từng đạo lôi điện tạp hướng Lan Phụng. Lan Phụng vừa mới từ kiếm trận trung ra tới, liền thấy một quyền tạp tới, hấp tấp dưới đôi tay giao nhau trước người. Phanh. Mà một tiếng, Lan Phụng bị tiêu giật phong tạp nhập trong thôn mạch, tạp đổ một mảnh phòng ốc. Tiêu giật phong vừa lòng mà nhìn nhìn chính mình tay, này thân hình, chỉ sợ có thể so sánh nghĩ yêu tộc đi nhưng chính mình tổng cảm thấy vô dụng ra thân thể này toàn lực, đây là có chuyện gì? Tiểu tử, ngươi tìm chết. Lan Phụng rít gào từ phế tích trung bay ra, một lan nha bỗng hướng tiêu giật phong vào đầu tạp tới. Hắn toàn thân mạo huyết vụ, lông tóc tất cả biến thành đỏ như máu, xấu xí trên mặt gân xanh nổ lên, dữ tợn mà khủng bố. Tiêu giật phong nhưng không có lấy thân thể tiếp nhân gia phát khí hứng thú, giơ tay bày ra một cái trận văn hộ thuẫn, đem đối phương ngăn lại. Rồi sau đó hắn quay người lại, toàn thân cơ bắp nổ lên, một chân đá vào lan phụng trên eo đem hắn đá bay đi ra ngoài tiêu giật phong theo sát mà thượng phía sau từng đạo ngọn lửa lôi điện theo sát mà đến thẳng đến lan phụng mà đi lan phụng nhanh chóng cất cao thân hình nổi giận gầm lên một tiếng nói thiên lan rống từng đợt đinh tai nhất ốc riết gào hướng tiêu giật phong mà đến tiêu giật phong đôi tay một hoa quanh thân xuất hiện một cái hình tròn vòng bảo hộ đem hắn chặt chẽ bảo vệ hắn thân hóa hư vô miễn dịch đại bộ phận thương tổn hai tương triệt tiêu hắn lông tóc không tổn hao gì cái này làm cho lan phụng đều xem mộng bức còn có thể như vậy nho nhỏ xuất khiếu kỳ lan yêu căng cơ phù phiếm cũng dám đối ta ra tay lan phụng tức giận đến lộ một trận lên chính mình xuất khiếu kỳ thế nhưng bị một cái nguyên anh gia hỏa xem thường như thế nào làm đến hắn mới là xuất khiếu dường như nhưng tiêu giật phong cười lạnh một tiếng giơ kiếm hướng thiên thấp giọng quát vạn lôi thiên ngục từng đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống đem lan phụng cấp vây ở lôi đình nhà giam trong vòng thật mạnh trói buộc tiêu giật phong lôi cuốn đầy trời lôi đình thân hóa lôi long rít cào hướng hắn phi hạ lan phụng tức khắc cảm giác được một cổ sinh tử nguy cơ hắn thân thể kịch liệt bành trướng hiện ra nguyên hình một đầu dữ tận cự lan xuất hiện ở không trung hắn rít cào nói thiên lan khiếu nguyệt yêu lan từng viên trắng tinh nguyệt hoa tập trung ở hắn thật lớn lan trong miệng hắn mở ra vừa phun từng đạo trang non hình nguyệt nhận hướng đập xuống tới lôi long nên đi nhưng thực mau đã bị lôi long cấp trắng nuốt ta không cam lòng kẻ hèn người nô sao có thể có này chiến lực Lan Phụng mở to hai mắt nhìn, ở lôi đình trung hôi phi yên diệt, chỉ còn lại có kia căng lan nha bỗng rơi xuống. Cùng lúc đó, hai quả nhẫn trữ vật từ bầu trời rơi xuống, trong đó một quả hẳn là trần lạc lễ. Tiêu giật phong duỗi tay nhất chiêu, bay về phía trong tay hắn. Hắn phi rơi xuống, nhìn về phía chung quanh lan thi cùng hùng nhân tộc thi thể, tùy tay rải ra mấy đạo ngọn lửa, này đó thi thể tất cả đốt cháy. Ở hắn xem ra hai người không có gì khác nhau, đều hẳn là bụi về bụi đất về đất. Sư đệ, giải quyết sao? lại đây một chuyến tiêu giật phong trong lòng đột nhiên vang lên sơ mặt thanh âm tiêu giật phong thầm nghĩ này tâm linh tương thông có đôi khi cũng không tính quá không xong hắn nhanh chóng lên tiếng bay về phía sơ mặt nơi sơ mặt nơi địa phương là hôm nay bọn họ ngốc quá đại điện khi chỗ sớm đã sụp xuống sơ mặt trong tay ông cái kia tiểu hài tử toàn lực mà dùng linh lực vì hắn cứu trị nhưng tựa hồ không có tác dụng gì tiêu giật phong đi lên trước xem đến kia kêu thư giật tiểu hài tử bị chém đi một cánh tay còn bị dùng lưỡi dao sắc bén cắm ở tứ chi thượng. Này đó Lan yêu rõ ràng lấy hắn tới tìm niềm vui, mới không có giết hắn. Như vậy cái mới vừa tu luyện nửa yêu, hiện giờ còn có thể tồn tại đã rất là không dễ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Chương 559, này cùng Gia Gia nói chuyện xưa không một dạng A. Sơ mặt xoay người nhìn về phía hắn, hỏi, sư đệ, hắn là duy nhất người sống, ngươi nhưng có biện pháp cứu hắn. Tiêu giật phong nhìn về phía bốn phía, Lan yêu, ngọn lửa, trong thôn duy nhất người sống loại này mãnh liệt cảm giác quen thuộc làm hắn có chút không mừng nhưng xem ở đồng bệnh tương liên cùng sơ mặt ra tiếng phân thượng hắn vẫn là ngồi xổm xuống cắt qua chính mình thủ đoạn ở sơ mặt kinh ngạc trong ánh mắt tiêu giật phong phím kim quan máu rơi vào tiểu hài tử trong miệng bị hắn nuốt vào tiểu hài tử phát ra thống khổ tiếng kêu bàn bạc sinh mệnh lực lưu chuyển ở trong thân thể hắn làm hắn thống khổ mà mở to hai mắt trên người hắn miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được mà khôi phục lên tiêu giật phong ngừng chính mình máu giơ tay nhất chiêu một cái cánh tay bay lại đây. Hắn nhìn thoáng qua, cục tay đã bị nướng tiêu, vô phát tục tiếp. Cái này kêu thư giật tiểu hài tử rít gào một tiếng, tránh ra sơ mặt ôm ấp, biến thành một cái một trượng cao gấu khổng lồ. Này chỉ thiếu một cánh tay gấu khổng lồ thống khổ mà rít gào, không ngừng đấm vào chung quanh hết thảy. Sư đệ ngươi huyết. Đây là có chuyện gì? Sơ mặt hỏi. Tiêu giật phong nhìn nàng một cái nói, không ngừng ta, ngươi máu cũng cùng linh dược giống nhau. Chúng ta chính là hai cái hành tổ tiên bảo, cái này làm cho chúng ta có được cường đại khôi phục lực nhưng ta không kiến nghị ngươi dùng để cứu người việc này bại lộ ra đi chúng ta sẽ chết sơ mặt gật gật đầu tỏ vẻ lý giải này thật là nàng không nghĩ tới nếu việc này bại lộ ra đi bọn họ hai cái chỉ sợ phải bị dụng tâm hiểm ác người chọc tới luyện đan nàng nghi hoặc hỏi khi hắn đây là có chuyện gì tiêu giật phong giải thích nói ta trong máu có dao long tinh huyết dung ở ta trong máu cực đại kích thích hắn nữa yêu huyết mạch hắn nếu không chịu nổi liền sẽ nổ tan xác mà chết sơ mặt lo lắng mà nhìn không ngừng dãy dụ gấu khổng lồ tiêu giật phong lại không có để ý tới hắn thần thức bao trùm toàn bộ thôn quả nhiên như lúc ban đầu mặc theo như lời những người khác đều khí tuyệt ở một gian tiểu phòng ở trung kia kêu tiểu chu nữ tử áo rách quần manh mà nằm kia cổ bị cắn đứt hẳn là lan phụng việc làm tiêu giật phong giơ tay bắn ra một đạo kình khí đem kia gấu khổng lồ bắn bay ra thôn đi thôi tiêu giật phong đối sơ mặt nói sơ mặt gật đầu hai người bay ra thôn ở ngoài. Tiêu giật phong dơ lên cao một bàn tay, một con mấy trượng chu tước từ hắn phía sau bay lên, rồi sau đó đáp xuống. Toàn bộ thôn nháy mắt bị chu tước sở bật lửa, chu tước nơi đi đến, hết thảy hôi phi yên diệt, liền cứng trắng hắc thạch cũng hóa thành bột phấn. Sơ mặt biết tiêu giật phong là không nghĩ làm kia thư giật tỉnh lại nhìn đến trước mắt cảnh tượng. Kết quả kia chỉ gấu khổng lồ thấy cháy thôn, đột nhiên dừng lại, hướng ngọn lửa bên trong phóng đi. Tiêu giật phong thuấn di đến hắn trước người, một chân đem hắn đá bay, lạnh lùng nói muốn chết người nhu nhược gấu khổng lồ tiếp tục về phía trước phóng đi nhưng chỉ có sức trâu hắn nơi nào là tiêu giật phong đối thủ bị lần lượt đá bay tiêu giật phong thuấn di đến hắn phía sau ấn hắn quỳ xuống làm hắn nhìn trong ngọn lửa thôn ta không biết ngươi như thế nào sống sót nhưng nếu sống sót lại thống khổ cũng đến tồn tại gấu khổng lồ rít gào một tiếng nước mắt không ngừng chảy xuống cuối cùng thống khổ mà quỳ nhìn thôn hoàn toàn biến mất hắn cũng giống dùng hết toàn thân sức lực trên người toát ra khói nhẹ rồi sau đó thu nhỏ lại, biến trở về tiểu hài tử nằm ở kia. Tiêu giật phong từ những trữ vật lấy ra quần áo bao bọc lấy hắn, bế lên hắn, nhìn về phía sơ mặt nói, chúng ta đi thôi. Ân, nơi này động tĩnh khả năng sẽ đưa tới những người khác. Sơ mặt gật đầu. Hai người ôm cái kia kêu thư giật hài tử, lại lần nữa rời đi thôn này. Trên đường, sơ mặt nhìn về phía tiêu giật phong, cảm nhận được hắn trong lòng phức tạp cùng kia một mặt che giấu sâu đậm thiện ý cùng không đành lòng. Nàng lộ ra tươi cười, sư đệ, ngươi vẫn là nguyên lai like ngươi a à. tiêu giật phong cảm nhận được tâm tình của nàng cổ quái mà nhìn về phía nàng nghi hoặc nói làm sao vậy không có gì sơ mặt cười lắc lắc đầu sáng sớm hôm sau chờ thư giật từ ác mộng trung bừng tỉnh mở to mắt liền phát hiện chính mình nằm ở trên mặt tuyết một phen cự kiếm thượng nhưng hắn lại một chút đều không cảm thấy lạnh bởi vì chung quanh có một tầng nhìn không thấy cái trắng ở hắn cách đó không xa kia ngày hôm qua gặp qua một nam một nữ lòng bàn tay chống lòng bàn tay phiêu ở giữa không trung tự hồ ở tu luyện. Thư giật đột nhiên liền nhớ tới ngày hôm qua phát sinh sự tình, nước mắt lập tức liền chảy ra, như thế nào đều ngăn không được. Hắn nhớ tới chính mình phát cuồng thời điểm, cái kia nam đối lời hắn nói, nỗ lực đem chính mình nước mắt ngừng. Kết quả hắn động tỉnh tự hồ bừng tỉnh đối phương, hai người chậm rãi thu hồi tay, rơi xuống tuyết địa thượng. Tỉnh. Chính mình mặc vào. Cái kia lớn lên so đàn bà còn xinh đẹp nam tử ném một kiện quần áo lại đây. Thư giật tưởng duỗi tay đi tiếp, lại phát hiện chính mình cái tay kia đã không cánh mà bay, quần áo cái ở trên người hắn. Hắn mới phát hiện chính mình không có mặc quần áo, chỉ là bọc kiện trường bào. Thư giật bi từ giữa tới, khóc lóc một bàn tay chân tay vụng về mà đổi hảo quần áo, đem kia kiện trường bào đệ trở về. Hắn nỗ lực nhìn xuống khóc nước nở thanh nói, cảm ơn. Tiêu giật phong tiếp nhận quần áo, thu hồi những trữ vật trung, thư giật quần áo hắn là ở trần lạc lễ nhẫn trữ vật bên trong phát hiện. Ngươi là kêu thư giật đúng không? Sơ mặt kinh thanh tế ngữ hỏi đúng vậy trần thư giật trần thư giật gật đầu nói thấy hắn khổ sở mà nhìn chính mình cánh tay sơ mặt trấn an nói chờ ngươi tới rồi nguyên anh liền có thể nếm thử gãy chi trọng sinh sẽ không vẫn luôn như vậy thư truyền thuyết ít ai biết đến ngôn dùng sức gật đầu nói hảo ta sẽ nỗ lực ngươi nhưng có cái gì thân thích hoặc là tộc nhân sơ mặt hỏi nghe thấy cái này trần thư giật nước mắt lại không ngừng rơi xuống hắn lắc đầu nói không có cũng chưa tiêu giật phong nhìn về phía hắn mở miệng nói, vậy ngươi trước đi theo chúng ta, chờ chúng ta tìm được thích hợp địa phương, lại dàn xếp ngươi. Ta có thể bái ngươi vi sư sao? Thư giật cắn răng hỏi. Không thể. Tiêu giật phong quyết đoán nói. Vì cái gì? Thư giật không nghĩ tới hắn sẽ như vậy quyết đoán, này cùng gia gia nói chuyện xưa không giống nhau a. À? Ta không thu ái khóc quỷ, cũng không nghĩ thu đồ đệ. Tiêu giật phong nói. Thư giật nỗ lực nhìn xuống tiếng khóc, nhìn về phía sơ mặt, dò hỏi, tỷ tỷ, ta có thể bái ngươi vi sư sao? sơ mặt có điểm ngạc nhiên, rồi sau đó xin lỗi nói, ta nơi môn phái không thu nam đệ tử. a, à. thư giật khổ sở cực kỳ, vì cái gì liền cái này xinh đẹp tỷ tỷ đều như vậy. Đi thôi. Tiêu giật phong nhìn hắn một cái, rồi sau đó phía trước thư giật sở ngủ kia đem phi kiếm bay tới. Thư giật thuận theo mà nhảy đi lên, hắn hiện giờ chỉ là luyện khí hai tầng. Nhưng thân thể có thể bằng được nhân tộc luyện khí năm tầng, có thể nói là yêu tộc được trời ưu ái. Tiêu giật phong mang theo hắn tận trời mà đi, sơ mặt phi ở hắn bên cạnh. Người đối bắt hàng vực thành quen thuộc sao? Tiêu giật phong hỏi. Thư giật trong lòng run sợ mà nhìn phía dưới bay vút mà qua cảnh tượng, gập ghềnh nói, ta không đi qua. Hắn ở tiêu giật phong trong mắt nhìn ra ghét bỏ, phản phất đang nói như thế nào như vậy vô dụng. Cái này làm cho thư giật cực độ không phục, nhưng hắn giờ phút này trong lòng bi thương, không có tâm tình cùng tiêu giật phong so đo. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Chương 560, Thức Hải đột biến, Hồng Liên thành tinh. Tiêu giật phong ngự kiếm phi hành, dọc theo đường đi cao mày. Bởi vì hắn ở tu luyện trong quá trình phát hiện một việc rất quỷ dị. Hắn kia từ bị thanh hư chân nhân đoạt xá sau khi thất bại liền vô pháp tiến vào thức hải cư nhiên đã xảy ra biến hóa, thiên đạo bóc méo ký ức. Thức hải bên trong cư nhiên sinh trưởng ra một gốc cây tiểu thanh liên, thanh liên bên cạnh phi một lớn một nhỏ hai cái quan đoàn, còn có một đạo màu đỏ đen dấu vết. Ở thanh liên bên cạnh bay ra từng cây thật lớn rễ cây, không ngừng đánh sâu vào bị phong ấn thức hải. Cái này làm cho hắn có chút không biết làm sao, này chẳng lẽ là thanh hư chân nhân chết mà không cương? Hóa thân thanh liên tưởng thoát vây mà ra. Vẫn là chính mình ăn xong Tịnh Đế Liên có vấn đề. Chính mình mới vừa ăn Tịnh Đế Liên liền xuất hiện loại tình huống này, không khỏi không cho hắn nghĩ nhiều. Chính mình ăn cái kia hồng liên thành tinh. Bằng không chính mình thức hải như thế nào đột nhiên mạo cái thanh liên ra tới? Tiêu Dật Phong dò hỏi một chút sơ mặt, sơ mặt lại không có loại tình huống này, cái này làm cho hắn không hiểu ra sao. Ở hắn ban đêm tu luyện thời điểm, càng là sẽ có đủ loại phá thành mảnh nhỏ hình ảnh từ trong đầu chợt lóe mà qua. Khi hình ảnh bên trong người tự hồ là chính mình. Tiêu giật Phong có điểm lo lắng sốt ruột, nhưng không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể tùy ý nó tiếp tục lăn lộn. Cũng may thức hải kia nói phong ấn cực kỳ rắn chắc, khi cây thanh liên một chốc một lát căn bản phá vỡ không được phong ấn. Chỉ hy vọng sẽ không tha ra cái gì yêu ma đến đây đi. Đảo mắt đi qua mấy ngày, Tiêu giật Phong hai người thấy được nơi xa một tòa thành trì. Mấy ngày nay ba người cơ hồ trừ bỏ buổi tối ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút, ba ngày đều đang không ngừng mà phi hành. Nếu không phải vì chiếu cố thư giật, tiêu giật phong phỏng chừng hận không thể buổi tối cũng phi hành, đuổi tới gần nhất trong thành. Thư giật cũng biết chính mình liên lụy hai người, cho nên mặc kệ nhiều vất vả, đều không nói một lời mà đi theo bọn họ phi hành. Hiện giờ rốt cuộc thấy được thành trì, hắn cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu giật phong hai người lại lần nữa kích hoạt trên người yêu tộc hơi thở, mang theo thư giật ở kia tòa lâm viên thành rơi xuống. Này thành trì nhìn qua cùng nhân tộc không sai biệt lắm, nhưng là đại môn càng thêm cường tráng, cũng càng thêm tục tầng phỏng chừng là vì đại hình yêu tộc ra vào. Hai người rơi xuống về sau, kiểm tra thực hư vệ binh thấy hai người, không có như thế nào kiểm tra. Thư giật tắt nói dối chính mình là hai người tôi tớ, đảo làm vệ binh rất là kinh ngạc, như vậy tiểu nhân tôi tớ. Nhưng bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều, giao long tộc có thể ở nguyên anh kỳ hóa hình yêu tộc, đều là thiên phú cực kỳ kiệt xuất thiên kiêu. Bọn họ này đó tiểu binh nào dám lý đại nhân vật sự tình. Ba người thuận lợi đi vào trong thành, chỉ thấy bên trong diện mạo khác nhau yêu tộc hoành hành, đại bộ phận hóa hình đều còn giữ lại yêu tộc đặc thù. Rất nhiều đều là đỉnh một cái thú đầu ở bên trong đi lại, thỉnh thoảng còn có cửi các loại kỳ dị thú xe yêu tộc lao nhanh mà qua. Tiêu giật phong hai người mang theo thư giật đi ở bên trong, đảo có vẻ có chút không bình thường. Đặc biệt là sơ mặt dung nhan, đưa tới không ít mơ ước ánh mắt, nhưng nhận thấy được hai người trên người yêu khí, lại triệt trở về. Bất quá đi ở bên trong thành, tiêu giật phong hai người sắc mặt đều hơi trầm xuống, bởi vì bên trong thành có rất nhiều nhân tộc bị trở thành xuất khẩu giống nhau buôn bán, cảm giác này tựa như ở nhân tộc buôn bán gà vịt. Một cái cá nhân tộc áo rách quần manh, tùy ý yêu tộc ở kia này sờ sờ kia nhìn xem, ném ra hai khối yêu nguyên là có thể mua đi một nhân tộc nô lệ. Loại này mắt thấy chính mình cùng tộc trở thành nô dịch cùng xuất khẩu cảm giác, làm hai người cực không thoải mái. Mà này đó nhân tộc trên mặt cũng không hề có cái gì kỳ quái, phản phất đương nhiên mà, bị mua đi cũng hoang thiên hỷ địa. Liền nửa yêu đều có thể đối nơi này nhân tộc bên mặt hất hàm sai khiến, nhân tộc ở bên này tuy rằng dân cư cũng không ít, lại là nhất tầng dưới chót tồn tại. Ở hoang dã nơi nhân tộc, cự hồ có một loại bị khắc vào cốt tủy nô tính, làm tiêu giật phong hai người ai này bất hạnh, lại hận này không tranh. Cảm nhận được sơ mặt trong lòng vẫn buồn, tiêu giật phong lấy tiếng lòng nói, sư tỷ không cần xúc động, ngươi cứu không được như vậy nhiều. Ta biết, ta chỉ là bi ai, bọn họ đã không thể xem như người. Sư đệ, ngươi yên tâm đi. Sơ mặt trả lời nói. Hai người một đường đi đến, trong lòng nghẹn một cổ hỏa khí, bất quá vẫn là lấy chuyện quan trọng làm trọng. Tiêu Dật Phong nghiêm túc mà nhìn một chút, mới rốt cuộc tìm được rồi một cái cùng loại tửu lầu, nhưng khắp nơi rộng mở địa phương đi vào. Ba người đi tới bên trong, Tiêu Dật Phong ngồi xuống, thực mau một cái trường đầu rắn tiểu nhị liền đã đi tới. Tiêu Dật Phong mở ra trên bàn cái kia thực đơn, sắc mặt như thường, rồi sau đó đưa cho Thư Dật nói, ngươi tùy tiện điểm. Hắn trong lòng thầm mắng không thôi, này viết cái gì quỷ vẽ bùa. Thư Dật không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ cho chính mình điểm thủ sủng nhược kinh địa điểm tiếp nhận thực đơn. Hắn ra dáng ra hình mà nhìn thực đơn, rồi sau đó điểm mấy thứ đệ trở về. Thực mau hắn điểm đồ vật liền bưng đi lên, đều là chút ăn thịt cùng chút ít rượu và thức ăn linh quả. Nhưng này quán rượu bên trong người tướng ăn thật sự khó coi, huyết nhục bay tứ tung, xem đến tiêu giật phong hai người muốn ăn toàn vô. Tỷ tỷ, các ngươi vì cái gì không ăn thịt thực? Thư giật hỏi. Chúng ta không đói bụng, ngươi ăn đi. Sơ mặt cầm lấy một cái quả tử, khẽ cắn một ngụm. Thư giật tính minh bạch, này hai tên gia hỏa ăn chay. Trải qua mấy ngày nay ở chung, hắn cũng thăm dò rõ ràng hai người đại khái chi tiết. Này hai cái hẳn là giao long tộc yêu tộc, hẳn là cũng là đi vực sâu chạm vào vận khí, nhìn dáng vẻ là một đôi đạo lữ bộ dáng. Nhưng thấy thế nào hai người lại tự hồ quân tử chi giao đạm như nước bộ dáng, không có gì thân mật hành động, cái này làm cho hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Trước kia trong thôn mặt đại tráng cùng tiểu Mỹ cũng không phải là như vậy. Hai người suốt ngày ôm ở một khối, gặm tới gặm đi, xem đến chính mình đều cảm thấy ghê tởm này hai người liền không giống nhau như là cái gì đều không có hứng thú giống nhau cái kia kêu tiêu giật phong gia hỏa luôn vẻ mặt mặt vô biểu tình bộ dáng nói chuyện cũng thật lạnh nhạt mà cái kia kêu sơ mặt tiên nữ giống nhau tỉ tỉ tắt dễ nói chuyện rất nhiều sẽ chiếu cố chính mình cũng không biết này hai cái đi như thế nào ở một khối bọn họ không ôm một cái như thế nào sinh ra tiểu bảo bảo tiêu giật phong không có hứng thú để ý tới tiểu hài tử suy nghĩ cái gì hắn dùng thần thức đang ở lắng nghe nơi này yêu tộc nói chuyện May mà yêu tộc lời nói tuy rằng cùng chúng ta bất đồng, mang theo một chút khẩu âm, nhưng vẫn là nghe đến hiểu. Hắn bay nhanh xử lý nơi này tin tức, mà ở giữa sân nhất sinh động chính là một cái đỉnh con báo đầu yêu tộc. Hắn liền điểm một đĩa tiểu thái, ở kia đỉnh đạt mà nói, cao đàm khoát luận. Nhưng người chung quanh đối hắn đều hứng thú thiếu thiếu, một đám câu được câu không mà trêu chọc hắn. Khi con báo đầu cũng không để bụng, có người đáp lời liền bắt đầu bài giảng, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Tiêu giật phong vẫy vẫy tay, làm kia tiểu nhị cấp kia yêu tộc đưa đi một ít rượu và thức ăn. Đối phương nghe huyền mà biết nhã ý, đặc biệt là thấy sơ mặt về sau, thực mau liền bưng rượu và thức ăn hướng tiêu giật phong bên này lại đây. Cảm tạ vị này giao long tộc đạo hữu tặng. Tại hạ báo tộc thân khôn, phương tiện ngồi xuống không? Con báo đầu cười nói. Tiêu giật phong gật đầu nói, đây là tự nhiên, đạo huynh mời ngồi. Ta nãy giao long tộc ngao lệ, đối đạo huynh theo như lời rất là cảm thấy hứng thú. Ba người bên cạnh còn có một vị trí, khi con báo đầu thân không liền ở tiêu giật phong bên cạnh ngồi xuống. Hắn tự quen thuộc mà cười tủm tỉm nói, vậy cảm tạ ngao lệ huynh đệ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh.